Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 141. Sáng sớm ngày thứ tư, sau khi ánh nắng đầu tiên rơi xuống đất, Đồ đứng trước sơn động đột nhiên cười nói, từ nay trở đi, ta không luyện quyền nữa. Cũng không uống rượu nữa. Vừa dứt lời, nàng ta xoay người rời đi. Một bước một kiếm, một dấu một đường kiếm. Lúc này, Đồ đã từng là một trong những thiên mệnh đã buông bỏ chấp niệm trong lòng. Vì cậu bé nhỏ kia đã trưởng thành rồi. Sống sót. Trước đây, ca ca không còn, đối với nàng ta mà nói, một thứ đều không còn ý nghĩa. Kể cả kiếm đạo. Vì vậy, mười mấy vạn năm nàng ta đã không tu kiếm nữa. Tu kiếm có ý nghĩa gì? Không có ý nghĩa gì cả. Bởi vì kiếm có mạnh thì cũng không có người cần bảo vệ. Vì vậy, dù nàng ta ra tay cũng chỉ dùng nắm đấm. Mà bây giờ đã khác. Ca ca sống rồi. Mọi thứ đã khác rồi. Kể cả kiếm đạo. Ở phía xa, hơi thở của Đồ càng lúc càng mạnh, hơi thở lúc này đã vượt qua phàm kiếm. Thế nhưng, hơi thở kiếm đạo kia vẫn còn mạnh hơn nữa. Sau khi có được ý nghĩa của kiếm, thì mọi thứ đã khác đi. Bên ngoài ngọn núi, Đồ ngẩng đầu nhìn chân trời sâu thẳm, ánh mắt nàng ta lạnh lùng, thần đình vũ trụ, ta đến rồi. Vừa nói xong, một luồng kiếm quang đã phóng lên trời, trực tiếp bay vào trong tinh không sâu thẳm. Chấm chấm chấm. Tại vũ trụ ngũ duy. Trong tinh không, một cô gái đang rũ mắt nhìn xuống dưới, vẻ mặt bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì. Người này chính là Mộ Niệm Niệm. Là thiên đạo ngũ duy, khi quay về vũ trụ ngũ duy, nàng cảm thấy vô cùng gần gũi. Vô cùng gần gũi. Vì nàng trưởng thành ở nơi này, mọi thứ ở nơi này đều rất gần gũi với nàng. Mà lúc này, vũ trụ ngũ duy đã không còn ngũ duy kiếp. Vũ trụ ngũ duy hiện tại, mọi thứ đều gọn gàng rõ ràng, không còn bất kỳ cao thủ nào phá hủy linh khí đất trời. Ở nơi này, phá hoại linh khí đất trời chính là tội nặng. Vũ trụ ngũ duy càng lúc càng tốt. Mà ở đây, cũng không cần nàng bảo vệ nữa rồi. Vì nơi này, mọi thứ đều rất tốt. Niệm Niệm cứ nhìn vũ trụ ngũ duy như vậy, vừa nhìn đã một ngày một đêm. Ngày thứ hai, Niệm Niệm đột nhiên đứng lên, nàng cười nói, bây giờ ta muốn sống vì mình rồi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Khoảnh khắc bước ra bước đầu tiên, nàng lập tức đột phá phàm kiếm, đạt đến trên phàm kiếm. Bù! Tiếng kiếm đột nhiên vang lên trong tinh không vũ trụ, thoáng chốc, trong cả vũ trụ ngũ duy bỗng vang vọng tiếng kiếm. Đang hồi đáp, cũng là đang thần phục. Mà sau khi Niệm Niệm đạt đến trên phàm kiếm, thì hơi thở kiếm đạo cũng điên cuồng tăng mạnh. Cùng lúc đó, trong vũ trụ ngũ duy, một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên phóng thẳng lên, bay thẳng vào tinh không sâu thẳm, sau đó bay về phía Niệm Niệm. Là do vũ trụ ngũ duy tặng. Trong tinh không, Niệm Niệm chậm rãi đi về tinh không sâu thẳm, gương mặt nàng tươi cười, rất nhẹ nhàng mà trước đây chưa từng có. Nàng đã bảo vệ vũ trụ ngũ duy bao nhiêu năm, cả đời nàng đều sống để bảo vệ vũ trụ ngũ duy, thậm chí suýt nữa đã bỏ mạng vì vũ trụ ngũ duy. Nhưng nàng không hối hận. Mà hiện tại, nàng đã buông bỏ vũ trụ ngũ duy. Nàng muốn sống vì mình. Buông bỏ chấp niệm. Ngay lúc này, Mộ Niệm Niệm bỗng dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn tinh không xa xôi, khẽ nhếch miệng kiếm thứ tư trong nhân gian. Không. Ta muốn làm kẻ mạnh thứ tư nhân gian, thần đình vũ trụ, ta đến đây. Vừa dứt lời, đột nhiên nàng biến mất, mà ở tinh không xa xôi kia, không gian đột nhiên nứt ra, một luồng kiếm quang bay vào trong đó. Sau khi Niệm Niệm biến mất, tinh không vũ trụ ngũ duy dần dần trở lại bình thường. Lúc này, một cô gái xuất hiện trong sân. Đế nữ Trang Vị Nhiên. Trang Vị Nhiên nhìn sâu thẳm tinh không phía xa. Ánh mắt có chút lo lắng, không biết đang nghĩ gì. Bất tử đế tộc. Bên trong bất tử đại điện, Đông Lý Tịnh lặng lặng ngồi đó, trước mặt bà không xa, là Đông Lý Chiến và Nam Tinh. Đông Lý Tịnh nhìn mật chiết trong tay, qua một lúc sau, bà buông mật chiết xuống, chắc chắn. Nam Tinh gật đầu, chắc chắn. Đông Lý Tịnh chậm rãi nhắm hai mắt. Bên trong mật chiết là một vài tư liệu về thần đình vũ trụ. Thần đình vũ trụ có cao thủ trên phàm cảnh, hơn nữa còn không ít.
Một lúc lâu sau, Đông Lý Tịnh nhẹ giọng nói, cách biệt giữa chúng ta và thần đình vũ trụ không hề nhỏ. Nam Tinh gật đầu, đúng là không nhỏ. Nhưng cũng mau, thần đình vũ trụ cũng có đối thủ, trong đó một bên là U Minh Điện và Thiên Phủ, ta đã phái người liên lạc với hai thế lực này. Đông Lý Tịnh lắc đầu, liên minh là cần thiết, nhưng chúng ta cũng cần phải nâng cao thực lực của bản thân mới là vương đạo. Nói rồi, bà nhìn Đông Lý Chiến, nhà thờ tổ mở rộng đối ngoại, bất kỳ ai trong tộc, chỉ cần có tự tin với bản thân thì đều có thể đi vào tu luyện. Đông Lý Chiến gật đầu, được. Đông Lý Tịnh lại nói, cái tên sở hữu huyết mạch bất tử kia, tập trung bồi dưỡng. Đông Lý Chiến cười nói, có một chuyện này, chính là đám nhóc kia đối với vị trí thiếu chủ. Đông Lý Tịnh nói, ta biết, bọn chúng muốn tranh giành vị trí này, người nói với bọn chúng, gia tộc sẽ không ngăn cản bọn chúng tranh giành, đợi sau khi thiếu chủ quay về, bọn họ đều có thể khiêu chiến, chỉ cần thắng được thiếu chủ thì hắn sẽ là thiếu chủ tiếp theo. Đông Lý Chiến cười nói, người rất tự tin về hắn. Đông Lý Tịnh gật đầu, ta phát hiện ra một vấn đề, chính là đối thủ của tên nhóc kia đều không bình thường, đối thủ của hắn đều cao hơn hắn vài cấp bậc, nếu để hắn vào trong cùng cấp, hắn sẽ phát hiện, người xuất sắc hơn mình không nhiều. Hắn hầu như đều chiến đấu với cấp bậc cao hơn. Nam Tinh ở bên cạnh gật đầu, với thực lực hiện tại của thiếu chủ, thế hệ trẻ bất tử đế tộc ta chắc hẳn không có mấy người là đối thủ hắn. Đương nhiên, không biết hắn ở ma vực bên kia có nâng cao nữa hay không. Đông Lý Tịnh nói, có thể liên lạc với hắn được không? Nam Tinh lắc đầu, chúng ta không xây dựng truyền tống trận tinh vực, không thể đến ma vực, vì vậy không liên lạc được với hắn. Đông Lý Tịnh hỏi, thần đình vũ trụ thì sao? Nam Tinh trầm giọng nói, thần đình vũ trụ có lẽ đã đi tìm hắn rồi. Những ngôn sư kia của thần đình vũ trụ đã xây dựng truyền tống trận tinh vực. Bọn họ có thể đến ma vực bất kỳ lúc nào. Đông Lý Tịnh nhíu mày, nói như vậy thì hoàn cảnh hiện tại của hắn không tốt lắm. Nam Tinh gật đầu. Đông Lý Tịnh im lặng. Nam Tinh nói, tạm thời chúng ta không thể giúp được hắn. Chuyện chúng ta có thể làm bây giờ là mau chóng nâng cao thực lực người trong tộc. Đông Lý Tịnh nhẹ giọng nói, chỉ mở rộng nhà thờ tổ vẫn không đủ, chúng ta cần cao thủ đỉnh cao. Nói rồi. Bà trầm mặc một lúc rồi nói, lấy tổ huyết ra. Tổ huyết. Nghe vậy, sắc mặt hai người trong điện đều thay đổi. Tổ huyết này là máu của tổ tiên bất tử đế tộc để lại, có thể nâng cao huyết mạch của bất tử đế tộc, từ xưa đến nay chỉ có tộc trưởng bất tử đế tộc mới có tư cách dùng đến. Mà dù cho là tộc trưởng bất tử đế tộc thì trăm năm cũng mới có thể được một giọt. Đông Lý Chiến do dự chốc lát, sau đó nói, ta ủng hộ ngươi. Nhưng, hai lão già cổ hủ bảo vệ huyết tổ thì... Ánh mắt Đông Lý Tịnh lóe lên lạnh lẽo, chuyện liên quan đến tồn vong gia tộc, há có thể bị gia quy ràng buộc. Ta đi tìm hai lão già cổ hủ kia nói chuyện. Nói xong, bà đứng dậy rời đi. Đông Lý Chiến bỗng nói, nếu bọn họ không đồng ý thì sao? Đông Lý Tịnh cũng không quay đầu, bọn họ dám không đồng ý, ta sẽ giết chết bọn họ. A Chiến, gọi người. Bọn họ dám nói nửa chữ không thôi, hôm nay sẽ đưa tiễn hai lão cổ hủ bọn họ. Nam Tinh nghe vậy mồ hôi cũng chảy ròng. Gia chủ này có chút điên cuồng. Hai lão cổ hủ kia cũng là cao thủ mạnh nhất của gia tộc, địa vị cao, ngay cả Đông Lý Tịnh cũng phải tôn kính gọi một tiếng Thái Gia Gia. Trong điện, Đông Lý Chiến bỗng cười. Nam Tinh nhìn Đông Lý Chiến nhìn phía xa, ánh mắt có chút phức tạp. Bà ấy làm gia chủ, ta phục rồi. Nói xong, ông ta đứng dậy rời đi. Trong điện, Nam Tinh trầm mặc. Thật ra, năm đó Đông Lý Chiến suýt chút nữa đã thành gia chủ rồi, nhưng, cuối cùng vẫn là Đông Lý Tịnh, rất đơn giản, vì Đông Lý Tịnh được sự ủng hộ của tộc trưởng các đời của bất tử đế tộc. Tộc trưởng các đời của bất tử đế tộc, thật sự không phải đồ vô dụng, đều là người lỗi lạc một phương, kể cả đời trước. Chẳng qua là gia chủ đời trước lại chọc chúng người không nên chọc. Trong một ngọn núi nào đó không biết tên, hai cô gái đang rảo bước. Hai người này chính là Đinh Cô Nương và An Lan Tú. Đối với chuyện của bất tử đế tộc, bọn họ đều đã biết, vì vậy, bây giờ hai cô gái không phải đang tìm người đàn ông áo xanh, mà là một người khác. Ngay lúc này, Đinh Cô Nương đột nhiên dừng lại, bà ấy nhìn phía xa. Chúng ta đến rồi. An Lan Tú ngẩng đầu nhìn.
gần đó có một thôn nhỏ tựa núi, hai bên đều là rừng trúc rậm rạp, bên cạnh rừng trúc có một con sông nhỏ trong suốt nhìn thấy đáy. Hai cô gái tiếp tục tiến lên, khi lại gần thôn nhỏ kia, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt hai cô gái. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn hai cô gái, không nói gì. Lúc ấy, một âm thanh vang lên từ trong thôn, để bọn họ tiến vào. Nghe vậy, người đàn ông trung niên quay người cung kính làm lễ, sau đó lùi sang bên cạnh. Hai cô gái tiếp tục bước vào, sau khi vào thôn, An Lan Tú liếc nhìn xung quanh có vài thôn dân, mà hơi thở những người này đều rất mạnh. Ngay lúc này, Đinh cô nương dừng lại, trước mặt bà ấy không xa, có một cô gái đang ngồi, bên cạnh cô gái có để một thanh đại đao. Đinh cô nương khẽ thi lễ, tiên tổ. Tiên tổ. An Lan Tú sửng sốt. Cô gái nhìn Đinh cô nương, cười nói, người gọi ta là tiên tổ. Đinh cô nương gật đầu, ta là con gái ông ấy, đương nhiên nên gọi người là tiên tổ. Cô gái cười ha ha một tiếng, quả thật vậy, tìm ta có chuyện gì? Cô gái gật đầu, hắn có một con trai. Cô gái nhíu mày, nhà họ Dương. Cô gái gật đầu, huyết mạch phong ma của chính tông. Cô gái nhìn Đinh cô nương, nói rõ mục đích. Đinh cô nương nói, hiện tại hắn bị thần đình vũ trụ nhắm vào, hoàn cảnh không tốt lắm. Cô gái lắc đầu, cha hắn còn, thần đình vũ trụ không thể làm gì hắn. Đinh cô nương nói, pháp tắc vũ trụ. Nghe vậy, cô gái nhíu mày, pháp tắc vũ trụ. Sao hắn lại dính vào pháp tắc vũ trụ? Đinh cô nương nói, hắn là ách thể. Nói rồi. Bà ấy nói rõ chuyện giữa Diệp Huyên và thần đình vũ trụ một lượt. Một lúc sau, cô gái khẽ nheo mắt, ánh mắt có chút lạnh lẽo, hắn cũng là ca ca của thiên mệnh. Đinh cô nương gật đầu. Cô gái cười nói, người hẳn là biết ân oán giữa ta và thiên mệnh. Đinh cô nương lại gật đầu. Cô gái nhìn Đinh cô nương, vậy người còn đến nói với ta. Đinh cô nương nhìn thẳng cô gái, hắn là máu mủ của Dương tộc, cùng huyết thống với các ngươi. Còn về thiên mệnh, đây là chuyện của nhà chúng ta, không liên quan đến thiên mệnh, ngươi nói xem. Cô gái nhìn Đinh cô nương một lúc sau, cười nói, ngươi rất biết nói chuyện. Đinh cô nương khẽ thi lễ, tiên tổ, Dương tộc đã chia tách, có thể đoàn kết hay không, đành xem vào lần này. Cha tuy không dễ nói chuyện, nhưng tên nhóc kia thì rất dễ nói chuyện, nếu hắn nguyện ý nhận tổ quy tông, cha hắn có nhận hay không cũng không có liên quan gì đúng chứ. Nói xong. Bà ấy đưa An Lan Tú quay người rời đi. Ở chỗ cũ, cô gái trầm mặc không nói. Dương tộc chia tách. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thật ra, người đàn ông áo xanh vẫn chưa nhận tổ quy tông, y chỉ thừa nhận Dương vô địch, nhưng không thừa nhận Dương gia, cũng chính vì như vậy, tuy người đàn ông áo xanh cuối cùng đã nghịch thiên đổi huyết mạch, nhưng, người Dương tộc vẫn không có lợi lộc gì. Bởi vì y không thừa nhận. Cũng chính vì như vậy, huyết mạch người Dương tộc không được nâng cao, bởi vì người đàn ông áo xanh chưa từng thừa nhận bản thân là người Dương tộc, y chỉ thừa nhận bản thân là con trai của Dương vô địch. Có thể nói, Dương tộc hiện tại có hai nhánh, một là nhánh của bà ta, còn có một nhánh là của người đàn ông áo xanh. Nhận tổ quy tông. Cô gái chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thật ra, năm đó bà ta cũng không quá muốn quay về Dương tộc. Vì bà ta bị thiên mệnh giam cầm bao nhiêu năm như vậy, Dương tộc đối với bà ta mà nói, đã rất xa lạ rồi. Nhưng không còn cách nào, con cháu hậu thể Dương tộc ngoài người đàn ông áo xanh, thì những người khác thực sự quá thảm. Đến mức sắp diệt tộc rồi. Mà người đàn ông áo xanh lại không thừa nhận mình là người Dương tộc, bà ta không thể không lo. Bởi vì nếu không lo thì Dương tộc thật sự sẽ không còn nữa. Thật ra, bà ta cũng hy vọng người đàn ông áo xanh có thể nhận tổ quy tông, nhưng bà ta biết, chuyện này rất khó. Người đàn ông đó, tính khí không chỉ ngang ngược bình thường. Muốn y nhận tổ quy tông, trừ phi Dương vô địch sống lại. Nếu không, thì mơ đi. Lúc này, một người đàn ông trung niên đi đến bên cạnh cô gái, khẽ thi lễ tiên tổ. Cô gái nói. Người đàn ông trung niên nói, cô nương kia nói không sai. Bên cha không dễ nói chuyện, chúng ta hoàn toàn có thể ra tay từ bên phía con trai. Nếu tên nhóc kia nguyện ý nhận tổ quy tông, ta nguyện ý lập tức nhường lại vị trí gia chủ.
Cô gái trầm mặc một lúc, rồi cười nói, thôi vậy. Vậy chúng ta cứ ra tay từ phía con trai đi. Nói rồi, bà ta cầm lấy đại đao bên người, ta đi gặp thần đình vũ trụ. Nói xong, bà ta lập tức biến mất nơi chân trời. Ở bên khác, trong tinh không, Đinh Cô Nương và An Lan Tú đang ngự kiếm di chuyển. An Lan Tú nói, dì Đinh, bây giờ chúng ta phải đi đâu? Đinh Cô Nương nhìn phía xa, nhẹ giọng nói, tìm một nhân vật cấp bậc quan trọng. An Lan Tú có chút hiếu kỳ, ai vậy? Đinh Cô Nương khẽ nhếch miệng, một tên mà cha của hắn cũng sợ. Cả đời này cha hắn chỉ sợ hai người, một là Thanh Thi Tỷ, còn một là... Nói đến đây, bà ấy lại không nói gì thêm. Tại ma vực, Diệp Huyên còn đang đấu với 12 ma sứ kia. Trận chiến càng lúc càng khốc liệt. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên đánh bay một ma sứ kia lập tức bay ra ngoài đến nghìn trượng. Những ma nhân còn lại có chút kiêng sợ nhìn Diệp Huyên. Lúc này bọn họ phát hiện ra, thân xác loài người này không chỉ biến thái bình thường. Hơn nữa lại càng đánh càng mạnh. Sau khi dùng một quyền đánh bay ma sứ kia, Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt, lúc này, hắn cảm nhận được khắp người mình tràn đầy sức mạnh. Sức mạnh vô biên vô tận. Diệp Huyên đột nhiên cười lớn, hắn ngẩng đầu nhìn tinh không xa xôi, ánh mắt tràn đầy chiến ý, Diệp Huyên vô địch, đã quay lại rồi. Âm thanh như sấm rền, chấn động trời xanh. Ngay lúc này, trong tinh không đột nhiên xuất hiện một đám mây đỏ máu khổng lồ, tiếp đó, một tia chớp đỏ máu từ trên trời phóng xuống. Ở bên dưới, ánh mắt Diệp Huyên hung tợn, người cho rằng ông đây sẽ chạy sao? Không, pháp tắc tai ách, hôm nay ông đây muốn nói với ngươi, ai mới cha đây? Nói rồi, hắn đạp mạnh chân phải, phóng lên trời, một quyền đánh vào sấm chớp đỏ máu kia. Bầu trời đột nhiên rung động, tiếp đó, một bóng người từ trên trời giáng xuống, sau đó nặng nề đập mạnh xuống đất. Chính là Diệp Huyên. Một thoáng yên lặng, Diệp Huyên cả người đẫm máu từ trong hố sâu bò lên, sau đó chẳng buồn quay đầu mà chạy, hơn nữa là cởi chân bỏ chạy. Diệp Huyên chạy rất nhanh, dù sao, hiện tại thân xác hắn cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Sắc mặt Diệp Huyên lúc này có chút khó coi. Lần này tỏ vẻ thất bại rồi. Vẫn là không đánh được tai ách chi kiếp. Mới vừa nãy, thân xác hắn trực tiếp vỡ ra. Quá kinh khủng. Theo hắn đánh giá, đừng nói là thân xác hiện tại, cho dù là thân xác thần vị cảnh, e là cũng không thể chống chọi được sấm chớp này. Chính ngay lúc này, một tia thần lôi đột nhiên lại giáng xuống từ trên đầu hắn. Vẻ mặt Diệp Huyên thay đổi, vội vàng phóng người lên. Hắn vừa rời đi, một tia chớp đỏ máu đã rơi xuống đất, mặt đất lập tức biến thành một hố sâu khổng lồ, sâu không thấy đáy. Diệp Huyên giật mình, lập tức tăng tốc, chớp mắt đã biến mất chân trời xa xôi. Nhưng tai ách chi kiếp kia cũng không biến mất, mà trực tiếp đi theo hắn. Hơn nữa, những sợi tơ đỏ máu quanh người hắn cũng càng lúc càng nhiều. 12 ma sứ kia cũng không dám đuổi theo, tia chớp đỏ máu vừa nãy thiếu chút đã giết chết bọn họ rồi. Diệp Huyên có thể chống đỡ được, đó là vì thân xác hắn quá mạnh, mà bọn họ thì lại không có thân xác mạnh như vậy. 12 ma sứ trầm mặc một lúc, sau đó quay người rời đi. Bọn họ phát hiện, 12 người bọn họ căn bản không làm được gì tên loài người này cả. Cái tên giống như con rùa đen này, lì đòn quá đi mất. Diệp Huyên điên cuồng chạy một đường, mà mục tiêu của hắn chính là trật tự điện của thần đình vũ trụ. Bởi vì ở đó có thể có truyền tống trận tinh vực có thể đi thông qua vũ trụ cửu duy. Nhưng, hắn không biết trật tự điện của thần đình vũ trụ ở đâu. Phải hỏi. Diệp Huyên lập tức đến Ma Đô. Vừa đến được Ma Đô, thì cả Ma Đô đều kinh ngạc. Vì tai ách chi kiếp kia cũng đuổi theo đến. Sau khi Diệp Huyên đi vào Ma Đô, Minh Thương kia lập tức đưa một đám người đến chặn trước mặt Diệp Huyên. Minh Thương nhìn Diệp Huyên chằm chằm, người đến làm gì? Hắn ta thực sự đã không còn truy sát Diệp Huyên nữa. Vì thế lực thần bí lúc đầu kia đã khiến hắn ta sợ rồi. Diệp Huyên chớp mắt, không nói gì. Ngay lúc này, một tia chớp đỏ máu đột nhiên phóng từ trên trời xuống. Thấy vậy, sắc mặt đám người Minh Thương thay đổi, hắn ta tức giận nói, ngăn nó lại. Thế nhưng,
không ai cản cả, tất cả mọi người đều lùi lại. Minh Thương cũng vội lùi lại, mà Diệp Huyên lại tăng tốc, sớm đã chạy ra ngoài mấy trăm trượng. Chớp máu lại giáng xuống. Ầm. Cả ma đô thành đều rung chuyển, ở bên dưới, vô số bụi mù bốc lên trời, một vài cao thủ ma đô phản ứng chậm lập tức biến thành cho bụi, trong đó không thiếu những cao thủ thần vị cảnh. Đừng nói là cao thủ thần vị cảnh, dù là cao thủ thiên vị cảnh đối mặt với huyết lôi này cũng thành cho bụi. Trong sân, sắc mặt tất cả cao thủ ma đô đều thay đổi. Những huyết lôi này quá kinh khủng. Minh Thương kia cũng sợ hãi không thôi, vừa nãy nếu chạy chậm một chút thì hắn cũng xong rồi. Vì hắn chắc chắn sẽ không đỡ nổi huyết lôi đó. Như nghĩ đến gì đó, đột nhiên Minh Thương nhìn Diệp Huyên, tức giận nói, là do ngươi dẫn đến. Diệp Huyên liếc nhìn tầng mây đỏ trên trời, sau đó nói, ta muốn 10 tỷ ma tinh cực phẩm, thần vật cấp bậc thiên vị cảnh thì 1.000 cái, thần vật cấp bậc thần vị cảnh thì 10.000 cái. Ừ, các loại đan dược linh bảo trị thương cực phẩm gì đó, ta cần rất nhiều. Các ngươi mau chuẩn bị đi. Nghe vậy, ma nhân trong sân đều tức giận. Minh Thương nhìn Diệp Huyên chằm chằm, người đang cướp bóc chúng ta sao? Diệp Huyên nhìn Minh Thương, nghiêm túc nói, ta là kiểu người đó sao? Ta là đang mượn, sau này ta sẽ trả. Minh Thương nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ánh mắt không che giấu sát ý. Ngay lúc đó, đột nhiên vẻ mặt Diệp Huyên thay đổi, tiếp đó, hắn trực tiếp lao đến phía đám người Minh Thương. Đám người Minh Thương đang định ra tay thì một huyết lôi bỗng phóng từ trên trời xuống. Thấy vậy, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Mọi người lập tức quay người chạy. Đùng! Một tia thần lôi lại giáng xuống, một vài cao thủ tộc ma nhân phản ứng chậm lập tức bị diệt thần hồn. Thần lôi bổ xuống đất, cả mặt đất lập tức nứt vỡ, khói bụi mù trời. Lại thêm mấy tia chớp giáng xuống, ma đô thành này căn bản sẽ không còn nữa. Sau khi Diệp Huyên tránh né tia thần lôi kia, hắn nhìn Minh Thương, vội nói, mau đi chuẩn bị đi. Nếu không, hôm nay ta sẽ không đi đâu. Không đi. Nghe vậy sắc mặt ma nhân trong sân vô cùng khó coi, nhất là Minh Thương, mẹ nó, tên loài người này là đến để cướp bóc mà. Lúc này, một ông lão ma nhân đột nhiên hung tợn nói, tên loài người, ngươi thật sự muốn lưỡng bại câu thương sao? Diệp Huyên nhìn ông lão ma nhân kia, cười nói, một mình ta đổi một đám, ta thấy đáng. Ông lão ma nhân. Minh Thương bỗng hung hăng nói, tên loài người kia, ma giới ta sẽ không thỏa hiệp với ngươi. Giết. Hắn ta vừa dứt lời, Diệp Huyên lại lao về phía bọn họ, cùng lúc đó, một huyết lôi đột nhiên giáng xuống từ trên trời, sau đó, cả bầu trời lập tức trở nên hư ảo. Thấy vậy, mí mắt Diệp Huyên cũng khẽ giật, bởi vì uy lực của những huyết lôi này quá mạnh. So với trước đó mạnh hơn không chỉ gấp bội. Diệp Huyên quay người, chạy đi cả mấy trăm trượng. Huyết lôi lại giáng xuống. Quỳnh. Mười mấy cao thủ thần cảnh của ma giới lập tức bị tiêu diệt, mà khi huyết lôi kia bay vào trong thành, cả tòa thành lập tức sôi sục, sau đó vỡ vụn từng tấc. Thấy vậy, sắc mặt Minh Thương trốn chạy kia lập tức trắng nhợt, lúc này đầu hắn ta cũng ong ong lên rồi. Ngay lúc này, trên bầu trời, tầng mây đỏ máu kia đột nhiên bắt đầu phóng điện sấm chớp, cùng lúc đó, một áp lực vô cùng đáng sợ bao phủ xuống. Cảm nhận được áp lực này, vẻ mặt những cao thủ ma giới trong sân kia cũng trở nên sợ hãi. Huyết lôi trong tầng mây đỏ máu kia lại càng mạnh hơn. Như vậy ai đỡ cho nổi? Diệp Huyên nhìn tầng mây đỏ máu trên trời, thật ra, lúc này hắn cũng có chút hoảng rồi. Hắn phát hiện, huyết lôi này càng lúc càng kinh khủng. Cũng may tốc độ huyết lôi này không quá nhanh, nếu không hắn đã bị tan thành cho rồi. Minh Thương kia quay đầu nhìn Diệp Huyên, đôi mắt hung dữ đỏ rực, người đi hay không? Diệp Huyên lắc đầu, không đi. Minh Thương hung tợn nói, thật sự muốn đồng quy vu tận sao? Diệp Huyên tức giận nói, mẹ nó, ít nhiều gì thì ngươi cũng cho một chút đi. Một chút ngươi cũng không cho, mặt mũi ông đây đâu rồi chứ? Minh Thương tức giận nói, 1 tỷ ma tinh. Diệp Huyên tức giận nhìn Minh Thương, 1 tỷ ma tinh. Ngươi cho ăn mày à? Minh Thương nhìn Diệp Huyên chằm chằm, 2 tỷ. Diệp Huyên lắc đầu, 5 tỷ ma tinh. 1.000 thần vật cấp bậc thiên vị, 10.000 thần vật cấp bậc thần vị, thiếu một cái cũng không được. Minh Thương siết chặt hai tay,
sát ý trong mắt hắn ta như biến thành thực chất. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn trời, tia chớp này mà giáng xuống, Ma Đô Thành cũng có thể thể biến mất khỏi thế giới này. Ma Thương chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bị cướp bóc như vậy, đối với ma giới mà nói, quả thực vô cùng sỉ nhục. Đây là nỗi nhục mất nước. Mẹ nó, tên loài người này ức hiếp quá đáng. Nghĩ đến đây, Minh Thương quyết định cá chết lưới rách. Ngay lúc này, Diệp Huyên đột nhiên lại nói, ta là mượn thôi. Mượn mà, ta có thể viết giấy nợ. Nói rồi, hắn vội xé góc áo mình, sau đó viết giấy ghi nợ. Sau khi hắn viết xong thì khẽ điểm một cái, giấy ghi nợ kia bay đến trước mặt Minh Thương. Nhìn thấy giấy ghi nợ trước mắt, sát ý trong mắt Minh Thương cũng bớt đi chút, nếu là mượn, hình như cũng không phải quá mất mặt. Mượn và cướp, có khác biệt đấy. Minh Thương có chút do dự. Ngọc nát đá tan. Có phần không đáng. Bản thân một đám ma nhân lại đồng quy vu tận với một tên loài người, thiệt thòi bao nhiêu. Hơn nữa, ở đây còn có một linh mạch siêu cấp, nếu linh mạch này bị hủy thì sau này ma giới cũng suy vong. Nghĩ đến đây, sát ý trong mắt Minh Thương cũng giảm bớt. Ngay lúc này, trên trời đột nhiên xuất hiện lốc xoáy khổng lồ, trong lốc xoáy đó, một huyết lôi kinh khủng đang ngưng tụ lại. Thấy vậy, Diệp Huyên và Minh Thương kia đều biến sắc. Minh Thương không biết đang nghĩ gì, vội điểm một ngón tay, mười máy nhẫn chứa đó xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, tên loài người, đây là cho ngươi mượn, có biết chưa? Diệp Huyên không nhìn mà đã nhận lấy nhẫn chứa đồ, sau đó nói, làm sao để đến chấp pháp điện của thần đình vũ trụ? Minh Thương bấm tay chỉ, một truyền tống thạch đã rơi xuống trước mặt Diệp Huyên, mau cút đi, à, mau đi đi. Diệp Huyên nhận lấy truyền tống thạch, lập tức bóp nát. Diệp Huyên lập tức biến mất không thấy đâu. Mà trên trời, tầng mây đỏ máu kia cũng biến mất không dấu. Thấy vậy, đám người Minh Thương kia lập tức thở phào, tia chớp vừa nãy nếu mà giáng xuống thì ma giới thật sự biến mất. Nhìn tờ giấy ghi nợ trước mặt, sắc mặt Minh Thương lại u ám. Mượn. Tên kia sẽ trả chứ? Diệp Huyên vừa xuất hiện trên bầu trời, một uy lực vô hình đột nhiên đã bao phủ hắn. Ngay sau đó, một huyết lôi lập tức giáng xuống từ trên trời. Diệp Huyên vội nói, tiểu tháp, có thể giúp ta một chút không? Tiểu tháp vội nói, tiểu chủ, thân thể ta yếu đuối, không đỡ được. Diệp Huyên. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu Ngưu, giúp đỡ chút đi. Nói rồi, tiểu Ngưu lập tức bị tiểu tháp ném ra ngoài. Tiểu Ngưu ngơ ngác. Tiểu tháp vội nói, anh em tốt. Lần tới mà gặp Tiểu Bạch, ta sẽ nói tốt cho ngươi, để nàng ấy giúp ngươi thăng cấp. Tiểu Ngưu nhìn Tiểu Tháp, ánh mắt sáng rực, thật sao? Tiểu Tháp gật đầu, thật. Tiểu Ngưu lập tức di chuyển, đạp mạnh chân trái, phóng lên trời. Va chạm với tia chớp kia. Bùm! Trên trời, huyết lôi kia dao động kịch liệt, tiếp đó, Tiểu Ngưu lập tức rơi mạnh xuống đất. Mặt đất bên dưới lập tức nứt vỡ, biến thành một cái hố khổng lồ. Bên trong hố sâu, Tiểu Ngưu kêu rên nói, Tiểu Tháp, người bẫy trâu. Tiểu Tháp. Diệp Huyên nhìn Tiểu Ngưu, Tiểu Ngưu lúc này có chút thảm thương, lớp giáp khắp người đã rạn nứt, toàn thân đều là máu. Nó cũng không chống nổi. Trong hố sâu, Tiểu Ngưu không ngừng kêu rên, không chơi nữa. Diệp Huyên việc để Tiểu Tháp đưa Tiểu Ngưu về trong tháp, mà lúc này, huyết lôi kia đã đến trên đỉnh đầu hắn, hít sâu một hơi, phóng thẳng lên. Bùm! Vừa bay lên đã rơi xuống. Diệp Huyên lập tức rơi vào trong hố sâu vừa nãy Tiểu Ngưu rơi xuống, mặt đất trong vòng mấy vạn dặm lập tức nứt vỡ, vô số ngọn núi cũng hóa cho bụi. Trong hố sâu, Diệp Huyên bò dậy, không nhúc nhích gì. Hắn cảm thấy xương cốt cả người như muốn vỡ vụn. Không đấu nổi. Thần lôi kia vẫn như cũ giáng xuống, ngay khi vào trong hố sâu, Tiểu Tháp đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Huyết lôi kia va chạm trực tiếp với Tiểu Tháp, nhưng, Tiểu Tháp mạnh mẽ lại ngăn được huyết lôi đó. Tiểu Tháp kêu rên, tiểu chủ, mau chạy đi, ta không đỡ được bao lâu nữa. Trong hố sâu, Diệp Huyên trở mình, nhìn bầu trời, đột nhiên ánh mắt trở nên mờ mịt. Tại sao cha hắn lại muốn phong ấn tu vi hắn? Vì sao?
rèn luyện. Chắc chắn có một phần nguyên nhân, nhưng chắc chắn còn có nguyên nhân quan trọng hơn. Nếu không, khi hắn đã lên trên kiếm phàm mà phong ấn vẫn chưa bị phá bỏ. Là vì nguyên do gì? Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên ngồi dậy. Phong ấn. Hắn phát hiện một vấn đề, tại sao bản thân không chủ động phá vỡ phong ấn này? Mới đầu, hắn cũng thử, nhưng đã thất bại. Nhưng, sau khi thất bại thì hắn cũng từ bỏ rồi. Hơn nữa, cho rằng chắc chắn không thể phá vỡ được phong ấn này, tại sao? Vì người bày ra phong ấn này là người đàn ông áo xanh, là người đàn ông vô địch. Lúc này hắn phát hiện, thì ra trước đến giờ, hắn ngoại trừ ỷ lại tam kiếm, thì còn có một vấn đề, chính là hắn cảm thấy tam kiếm chính là bất khả chiến bại. Bản thân hắn đã tự nhốt hắn vào vòng tròn rồi. Mọi người đều cảm thấy tam kiếm là vô địch, kể cả Diệp Huyên hắn. Vì vậy, nếu đã là kiếm khí do người đàn ông áo xanh để lại, hắn cũng sẽ cảm thấy bất khả chiến bại, không thể phá vỡ. Lúc này, Diệp Huyên cuối cùng cũng hiểu ra. Không phải kiếm khí của người đàn ông áo xanh phong ấn hắn, mà bản thân hắn tự phong ấn chính mình. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt, hắn mở lòng bàn tay, một thanh kiếm bỗng xuất hiện trong tay hắn. Kiếm tâm. Mà lần này, thanh kiếm này không hề biến mất. Lúc này, kiếm khí trong cơ thể Diệp Huyên đột nhiên trào dâng ra ngoài, kiếm khí bay nhẹ, dần dần, kiếm khí đã biến thành một người đàn ông. Là người đàn ông áo xanh. Người đàn ông áo xanh nhìn Diệp Huyên, gương mặt vui mừng. Như nghĩ đến gì đó, người đàn ông áo xanh ngẩng đầu nhìn tầng mây màu đỏ cút. Trên trời, thoáng chốc im lặng, tầng mây màu đỏ kia bỗng nhiên biến mất không dấu. Sau khi tầng mây máu kia biến mất, cả chân trời liền trở về trạng thái vốn có. Tiểu tháp từ từ rơi xuống. Người đàn ông áo xanh mở lòng bàn tay ra, tiểu tháp liền xuất hiện trong tay y. Tiểu tháp yếu ớt gọi, chủ nhân. Người đàn ông áo xanh mỉm cười, vất vả rồi. Dứt lời, y liền đưa tiểu tháp tới trước mặt Diệp Huyên, nó đã từng theo giúp ta, cùng ta vượt qua vô số trắc trở, còn giờ, hãy để nó làm bạn với con đi. Diệp Huyên thu tiểu tháp về, sau đó nhìn nam tử áo xanh, đã giải trừ phong ấn rồi sao? Người đàn ông áo xanh lắc đầu cười, muốn giải trừ thì con nhất định phải đánh bại ta. Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm ra chém xuống. Một kiếm này chính là chiêu mạnh nhất từ trước tới giờ của hắn. Bởi vì hiện tại hắn đã vượt qua phàm kiếm rồi. Nhưng chiêu kiếm khủng khiếp ấy lại bị hai ngón tay kẹp lấy. Người đàn ông áo xanh nhìn Diệp Huyên, cười nói, đánh lén. Có phong thái của ta đấy nhỉ? Dứt lời, hai ngón tay y khẽ cử động. Diệp Huyên lập tức bị đánh bay về sau hơn trăm trượng, khi hắn vừa dừng lại được thì thân thể cũng nứt vỡ, hoặc nên nói là, thân thể vừa nãy không hề khôi phục. Nhưng cũng may, lúc này huyết mạch bất tử của hắn không còn bị áp chế nữa. Nhờ có huyết mạch bất tử chữa trị, thân thể của hắn bắt đầu khôi phục lại với tốc độ nhanh tới đáng sợ. Chỉ trong chốc lát đã khôi phục trạng thái bình thường. Người đàn ông áo xanh liếc Diệp Huyên một cái, sau đó khẽ gật đầu, cười nói, huyết mạch bất tử này quả nhiên rất được, không hổ là thứ xếp thứ ba trong danh mục huyết mạch. Diệp Huyên thoáng kinh ngạc, thứ ba, không phải là thứ hai sao? Người đàn ông áo xanh lắc đầu, chỉ đứng thứ ba. Diệp Huyên hơi nghi ngờ, vậy huyết mạch gì đứng thứ nhất? Người đàn ông áo xanh cười đáp, tất nhiên là huyết mạch phong ma của nhà chúng ta rồi. Huyết mạch phong ma. Diệp Huyên chớp mắt, đứng đầu. Người đàn ông áo xanh gật đầu, dù sao cho tới hiện tại, ta chưa từng gặp ai sở hữu huyết mạch mạnh hơn nhà chúng ta cả. Diệp Huyên hỏi, vậy loại huyết mạch xếp thứ hai là gì? Người đàn ông áo xanh khẽ nói, một loại huyết mạch đặc biệt hơn huyết mạch bất tử, rất kỳ quái. Nếu sau này có cơ hội thì con sẽ gặp được. Dứt lời, y lại nhìn Diệp Huyên, tiếp tục đi. Diệp Huyên gật đầu, sau đó hắn liền biến mất, ở nơi xa, người đàn ông áo xanh coi ngón tay mình như kiếm mà chỉ thẳng về phía trước một cái. Bùm! Một mảnh kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyên cầm kiếm bị đẩy lùi hơn nghìn trượng. Diệp Huyên nhìn người đàn ông áo xanh, cảm thấy đánh không nổi. Người đàn ông áo xanh lắc đầu. Không thể dựa vào cảm giác, bất cứ chuyện gì cũng đều phải thử xem,
nếu không thử thì con sẽ mãi mãi chẳng thể biết mình có làm được hay không. Diệp Huyên gật đầu, được. Dứt lời, hắn lại đột ngột biến mất. Sinh tử nhất kiếm. Lúc này đây, Diệp Huyên vô cùng nghiêm túc. Ở nơi xa, người đàn ông áo xanh lại chỉ tay một cái. Quỳnh. Diệp Huyên lại một lần nữa bị đánh bay, nhưng ngay sau đó, hắn đã tiếp tục xông lên. Kiếm sau mạnh hơn kiếm trước. Tuy lần nào cũng bị đánh bay, nhưng Diệp Huyên càng đánh thì lại càng hưng phấn. Bởi vì hắn vừa bước vào giai đoạn trên phàm kiếm, đang muốn chiến đấu thử xem. Coi như luyện tập đi. Trong một tinh vực không biết tên, nơi sâu nhất có một hòn đảo lơ lửng, trên hòn đảo là một tòa điện lớn. Thần đình vũ trụ. Đây chính là tổng bộ của thần đình vũ trụ. Mà mảnh tinh vực này cũng chính là thần đình tinh vực. Trong đại điện thần đình chỉ có một người, đó chính là vị thần quan kia. Thần quan ngồi ở một bên, dường như đang chờ đợi người nào đó. Chẳng biết qua bao lâu, một cô gái đi vào đại điện. Là Võ Kha. Sau khi Võ Kha vào trong điện liền ngồi xuống đối diện thần quan. Hai người không nói không rằng. Cũng chính lúc này, một lão già đi vào đại điện, sau khi bước vào liền liếc hai người trong điện một cái, sau đó đi đến bên một cây cột, đứng tựa người ở đó. Ông ta không hề chọn ngồi xuống. Bởi vì hai vị trí cao nhất đều đã có người ngồi rồi. Bất kể ông ta chọn ngồi bên trái hay phải thì đều kém kẻ khác một bậc. Ngoài vũ trụ pháp tắc và thần chủ, làm gì có ai đủ tư cách đứng trên bất tử lão nhân là ông ta chứ? Bất tử lão nhân. Người sống lâu nhất thần đình vũ trụ, nghe nói, người này đã từng được pháp tắc vĩnh sinh ban thưởng chữ quá, bởi vậy mới có tuổi thọ rất dài. Có thể nói, lịch sử của thần đình vũ trụ cũng không dài bằng ông ta. Không một ai biết rõ thực lực của ông ta ra sao, thế nhưng một người có thể sống lâu tới vậy thì thực lực cũng rất đáng gờm. Đúng lúc này lại có hai người nữa đi tới, một nam một nữ, nam tử mặc áo bào đen, cầm kiếm, còn cô gái mặc áo bào đen nhưng cầm đao. Sau khi họ bước vào đại điện liền nhìn thoáng qua thần quan và Võ Kha ở trong điện, thế rồi cả hai cũng không ngồi xuống mà đi tới đứng cạnh một cột trụ khác. Âm Dương Thánh Sứ. Mười mấy vạn năm trước, hai người này đã vượt qua phàm cảnh, cũng chính là cảnh giới phá phàm. Còn bây giờ thì càng sâu đến khó lường. Trong thần đình vũ trụ, một người tôn sùng đao đạo, người còn lại đặt kiếm đạo lên đầu. Lúc này lại có một ông lão đi tới, ông ta mặc áo bào đen, cả người toát ra khí tức âm trầm, hai tay khôi đét như xương trắng. Vong Linh Thần Quân. Cai quản vong linh của cả tinh vực, và trong thần đình vũ trụ này, thuộc hạ của ông ta cũng chiếm phần đông. Thật ra năm xưa tinh vực vong linh suýt chút nữa đã bị thần đình vũ trụ tiêu diệt. Bởi vì thuộc hạ của vong linh thần quân này thật sự quá nhiều. Chỉ cần là người bị vong linh thần quân giết chết thì bất kể từng mạnh tới cỡ nào cũng đều trở thành vong linh, chịu ước thúc của ông ta. Bởi vậy tinh vực vong linh của năm xưa vô cùng đáng sợ, muốn trở thành thần đình vũ trụ. Nhưng sau khi vũ trụ pháp tác ra mặt thì đã thu phục được tinh vực vong linh. Không một ai biết mặt mũi của vũ trụ pháp tác kia ra sao. Họ chỉ biết rằng hiện giờ tinh vực vong linh đã thuộc quyền quản lý của thần đình vũ trụ. Nhưng đúng lúc này, tất cả những người có mặt trong điện đều gần như đồng thời nhăn mày, họ không hẹn mà cùng nhìn về phía góc xa nhất. Ở nơi đó có một cô bé đang ngồi. Cô bé trông chỉ chừng 15-16 tuổi, tóc hơi dài, tóc mai che khuất nửa bên mặt, bởi vậy chỉ có thể nhìn thấy mỗi má trái. Nàng ta tì cầm trên đầu gối, trong tay là hình nhân nhỏ bằng gỗ cũ nát. Hình nhân kia giống y đúc nàng ta. Lúc nhìn thấy cô bé này, vẻ mặt của tất cả cường giả trong điện đều thay đổi. Ngay cả Võ Kha và thần quan, trong mắt cũng có phần đề phòng. Cô bé này chính là sát thủ đáng sợ nhất của thần đình vũ trụ suốt bao đời nay. Thần sát thủ. Nàng ta không có tên, hoặc nên nói là không một ai biết nàng ta tên gì. Hơn nữa, nàng ta còn là người sống lâu thứ hai trong thần đình vũ trụ. Cô bé này rất đặc biệt, ngay cả thần chủ của thần đình vũ trụ cũng không dám ép buộc nàng ta làm việc. Bởi vì ngoài năng lực ám sát đáng sợ, còn có một nguyên nhân nữa chính là cô bé được nhận nuôi bởi thần chủ thần đình vũ trụ đầu tiên. Do người sáng lập nên thần đình vũ trụ nhận nuôi.
nhưng chẳng biết tại sao bề ngoài của nàng ta vẫn trẻ con như thế, cả tâm trí cũng chỉ như một cô bé. Không ai biết, cũng không ai dám hỏi, ngay cả bất tử lão nhân sống dai nhất cũng e sợ, trước giờ không dám chủ động trêu chọc. Bởi vì mỗi một chiêu của nàng ta tương ứng với một mạng người, quá đáng sợ. Đáng tiếc thần đình vũ trụ không thể trực tiếp ra lệnh cho nàng ta, nếu không với năng lực ám sát đáng sợ đó thì chỉ e đám người trên bảng truy nã của thần đình vũ trụ đã chết ngắc từ lâu rồi. Cường giả ở đây không ai ngờ đến việc cô bé này cũng tới. Và rồi lại thêm một người nữa bước vào trong điện. Là một cô gái khoác áo bào trắng. Ngôn sư. Ngôn sư truyền kỳ duy nhất của thần đình vũ trụ, Ngôn Tiểu Tiểu. Truyền tống trận giữa các tinh vực là do nàng ta kiến lập, cũng chỉ có nàng ta mới có khả năng đó. Hơn nữa, nàng ta không chỉ là một ngôn sư truyền kỳ, mà còn là một trận pháp sư tiếng tăm, văn sư, đoán tạo sư danh tiếng, luyện đan sư truyền kỳ. Nàng ta toàn năng. Nàng ta là người có nhân duyên tốt nhất thần đình vũ trụ. Sau khi Ngôn Tiểu Tiểu bước vào điện, tất cả những người bên trong đều lần lượt gật đầu chào hỏi nàng ta. Trước sự chào hỏi nhiệt tình ấy, Ngôn Tiểu Tiểu cũng khẽ gật đầu coi như đáp lại, sau đó nàng ta ngồi xuống bên cạnh Võ Kha, cầm một quyển sách cổ rất dày bắt đầu đọc. Lúc này, lại có thêm hai cô gái nữa đi vào. Người bảo vệ vũ trụ Ma Y và Mục Tiểu Đao. Nhìn thấy Mục Tiểu Đao, đám người trong điện lập tức cảm thấy nhức đầu. Xét về thực lực, thật ra Mục Tiểu Đao không mạnh bằng một số người có mặt ở đây, nhưng trong điện này, ngay cả thần chủ của thần đình vũ trụ cũng không dám coi thường nàng ta. Bởi vì nàng ta là người bảo vệ vũ trụ. Là người do vũ trụ pháp tắc đích thân lựa chọn. Và lại, người bảo vệ vũ trụ đều có át chủ bài bảo vệ cuối cùng, đó chính là mượn dùng sức mạnh của vũ trụ pháp tắc. Có thể nói thế này. Nếu như bọn họ liều mạng thì có thể chia năm xẻ bảy bất cứ người nào đang có mặt ở đây. Tất nhiên không có ai bằng lòng đánh nhau với họ, vì bọn họ chính là người phát ngôn của vũ trụ pháp tắc, nếu đánh nhau chẳng phải là đối nghịch với vũ trụ pháp tắc đấy sao? Mục Tiểu Đao liếc nhìn mọi người trong điện, cười nói, chào mọi người. Không một ai lên tiếng đáp lại. Mục Tiểu Đao đi tới trước mặt thần quan hơi do dự, sau đó đứng dậy, Mục cô nương, cô ngồi đi. Dứt lời, ông ta liền đi tới một bên. Ông ta không hề muốn gây chiến với cô gái này. Lỡ ả ta mà nổi quạo lên thì thật sự rất đáng sợ. Mục Tiểu Đao cũng chẳng khách sáo, cứ thế ngồi xuống, nàng ta liếc một vòng, sau đó cất lời, ta mới từ ma vực về, có thể nói cho các ngươi biết một tin, hiện giờ tu vi của người tên Diệp Huyên kia đã bị phong ấn. Thần quan gật đầu, tu vi của hắn đúng là đã bị phong ấn. Có điều, hắn cũng không xứng để nhiều người chúng ta nhắm tới, hôm nay chúng ta tụ họp ở đây là có mục đích khác. Mục Tiểu Đao lắc đầu, người này không đơn giản, ta cảm thấy nếu như các ngươi thật sự muốn xử lý hắn, tốt nhất là bây giờ dồn lực đi ma vực, sau đó cùng nhau giải quyết hắn, vậy thì hắn ta ắt phải chết. Tất cả mọi người trong điện đều lập tức lắc đầu. Mặc dù Diệp Huyên mang ách thể, nhưng chẳng qua chỉ là người thứ 36 trong bảng truy nã. Căn bản không đáng để bọn họ ra tay. Mục Tiểu Đao lắc đầu thở dài, các ngươi làm vậy là đang cho hắn ta cơ hội đấy. Thần quan nói, mục đích họp mặt hôm nay của chính ta chính là giải quyết U Minh Điện và Đại Ma Vương Ma Tiểu xong. Mục Tiểu Đao hờ hững cất lời, ta đề nghị xử lý Diệp Huyên trước. Võ Kha liếc Mục Tiểu Đao một cái, không lên tiếng. Ở một bên khác, bất tử lão nhân kia đột nhiên hỏi, Mục cô nương cảm thấy mối uy hiếp của Diệp Huyên còn lớn hơn cả U Minh Điện và Đại Ma Vương Ma Tiểu song sao? Mục Tiểu Đao gật đầu, ta cảm thấy vậy. Bất tử lão nhân lắc đầu cười, không nói gì thêm. Người trong điện không ai lên tiếng. Lúc này, thần quan đột nhiên lên tiếng, Mục cô nương nói cũng không sai, chúng ta quả thật không thể để mặc cho Diệp Huyên trưởng thành. Lúc ta gặp Diệp Huyên thì tu vi của hắn đã bị phong ấn, cảnh giới thân thể là quy nhất cảnh. Dứt lời, ông ta nhìn lướt một vòng, ai tự nguyện đi diệt trừ hắn đây? Không một ai đáp lại. Một quy nhất cảnh nhỏ nhoi quả thật chẳng đáng để bọn họ ra tay. Lúc này, bất tử lão nhân ở một bên đột nhiên nói, ta cảm thấy nếu tất cả mọi người cùng đi cũng không thích hợp. Chỉ để giết một tên quy nhất cảnh thôi ư,
chẳng phải để cho kẻ khác chê cười chúng ta sao? Cứ để đám hậu bối của thần đình đi đi, cũng coi như rèn luyện. Dù sao Diệp Huyên kia chết tại ma vực thì đế tộc bất tử cũng không thể giúp được hắn ta, nếu không có chỗ dựa, hắn ta còn chẳng bằng một con kiến. Nghe vậy, đám người trong điện đồng loạt gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mục Tiểu Đao nằm vắt vẻo trên ghế lắc đầu, bà đây muốn đổi đồng đội. Giờ phút này, ả ta có phần muốn gia nhập phe Diệp Huyên rồi đấy. Giờ phút này Mục Tiểu Đao cảm thấy rất bất lực. Ả ta hiểu rõ thiên phú của Diệp Huyên, tốc độ tiến bộ của tên đó có thể hình dung bằng từ khủng khiếp. Điều quan trọng nhất chính là sau lưng hắn còn có ba người chống lưng cũng khủng bố không kém. Thần đình vũ trụ không biết nhiều về ba kiếm tu kia, nhưng ả ta thì không giống họ. Ả ta từng giao thủ với hai trong ba kiếm tu đó nên biết rõ điểm đáng sợ của hai người họ. Tuy hai kiếm tu kia bị vũ trụ pháp tắc kiềm chế, nhưng ả ta không dám chắc vũ trụ pháp tắc có thể trói chân được bọn họ hay không. Đúng lúc này, Ngôn Tiểu Tiểu đột nhiên nói, có lẽ mọi người nên nghe thử ý kiến của Mục cô nương xem sao. Đám người nhìn về phía Ngôn Tiểu Tiểu, Ngôn Tiểu Tiểu cũng nhìn lại bọn họ, trong trận chiến với đế tộc bất tử, chúng ta đã thua. Bất tử lão nhân lắc đầu, cũng không phải do hắn ta giết, mà là người đàn ông áo xanh kia. Mục Tiểu Đao cười nói, ta còn tưởng ông không biết người đàn ông áo xanh đó nữa kìa. Dứt lời, lông mày ả ta đột nhiên nhíu lại, các ngươi có hiểu rõ người đàn ông áo xanh không? Người trong điện không ai lên tiếng. Rõ ràng là không ai hiểu rõ. Vì bọn họ quả thật chưa từng tiếp xúc với người đàn ông áo xanh. Lúc này, bất tử lão nhân đột nhiên nói, Mục cô nương, kiếm tu kia mạnh lắm sao? Ma y lạnh lùng nhìn bất tử lão nhân, một sợi phân thân của y suýt chút nữa giết chết kiếm thất, lẽ nào còn không mạnh? Nghe vậy, bất tử lão nhân liền khẽ nhíu mày. Vẻ mặt của cả đám người có mặt cũng thay đổi. Một sợi phân thân mà suýt chút nữa chém chết kiếm thất, có vẻ đáng gờm đây. Lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói, có lẽ mọi người không nên coi thường Diệp Huyên và người đàn ông áo xanh kia. Một cô gái vừa bước tới vừa cất lời. Nàng ta tết tóc đuôi ngựa, mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, trong tay cầm một quyển trục. Chi Thanh, người cai quản hệ thống tình báo của thần đình vũ trụ, có thể nói rằng nàng ta là bách hiểu sinh của thần đình vũ trụ, mà không phải là bách hiểu sinh của cả vũ trụ này. Chi Thanh liếc một vòng, cười nói, Mục cô nương vẫn chưa nói hết, thứ nhất, người đàn ông áo xanh kia không chỉ mạnh, mà phải là cực kỳ mạnh, có thể nói thế này, trong đại điện hiện giờ không một ai là đối thủ của y. Dứt lời, nàng ta nhìn về phía thần quan đại nhân, trước kia ông từng bị một sợi kiếm khí đả thương, đó chính là kiếm khí mà người đàn ông áo xanh để lại, hơn nữa còn là vào mấy vạn năm trước. Nghe vậy, vẻ mặt của thần quan lập tức ngưng trọng hơn hẳn. Kiếm khí kia suýt thì giết chết ông ta. Bất tử lão nhân nhìn Chi Thanh, nhíu mày, đáng sợ vậy ư? Chi Thanh nhìn về phía bất tử lão nhân, ông đang chất phất ta sao? Bất tử lão nhân toan lên tiếng thì thần quan ngồi một bên lại đột ngột nói, nếu kiếm khí kia thật sự là do y để lại, vậy thì thực lực của người này chắc chắn không phải thứ mà chúng ta có thể đối chọi. Chi Thanh gật đầu, ngoài người đàn ông áo xanh ra, còn có một cô gái váy trắng nữa. Thực lực của hai người họ đều cực kỳ đáng gờm, nhưng cũng may, cả hai đều bị vũ trụ pháp tắc kiềm chân. Vũ trụ pháp tắc. Nghe vậy, vẻ mặt của đám người nơi đây lập tức ngưng trọng hẳn. Có thể khiến vũ trụ pháp tắc ra mặt kiềm chân thì không phải chỉ đáng sợ bình thường thôi đâu. Chi Thanh lại nói, các vị, ta hiểu mục tiêu của các vị là U Minh Điện và Thiên Phủ, thế nhưng mong các vị đừng quên, Diệp Huyên kia chính là ách thể. Hắn ta mới là kẻ mà vũ trụ pháp tắc muốn trừ bỏ nhất. Thần quan gật đầu, ta biết, nhưng Thiên Phủ Đại Ma Vương đã triệu tập tất cả cường giả quay về Thiên Phủ, đồng thời tuyên chiến với chúng ta không thể không tiếp nhận, nếu không sẽ rất phiền phức. Thiên Phủ. Chi Thanh trầm mặc một lát mới nói, không thể coi thường Thiên Phủ, theo những gì ta điều tra được, Đại Ma Vương đã triệu hồi 6 ma chủ và 12 ma tướng. Cô ả ta đó muốn nhân lúc vũ trụ pháp tắc không có mặt mà đánh một trận với chúng ta. Còn cả U Minh Điện kia nữa, nếu có cơ hội, ắt hẳn bọn họ cũng sẽ ra tay. Thần quan gật đầu, không phải là không coi trọng Diệp Huyên, mà là bây giờ chúng ta buộc phải giải quyết Thiên Phủ và U Minh Điện trước. Tất nhiên,
nhưng Mục cô nương đã nói, ta không thể coi thường Diệp Huyên. Dứt lời, nàng ta nhìn một vòng, ai đi đối phó Diệp Huyên. Đúng lúc này, một bóng dáng đột nhiên xuất hiện trong đại điện. Nhìn thấy bóng dáng đó, cả điện lập tức tĩnh lặng. Thần chủ. Nhưng đó cũng không phải là bản thể. Vị thần chủ kia khẽ mở lòng bàn tay, một tấm lệnh bài liền chậm rãi bay ra, sau đó nó bay thẳng đến trước mặt cô bé sát thủ không ai biết tên đang ngồi trong góc. Cô bé ngẩng đầu liếc tấm lệnh bài, một lát sau mới cầm lấy nó, đứng dậy. Thần chủ nói, Diệp Huyên. Cô bé khẽ nắm tay phải lại, lệnh bài kia liền biến mất, nàng ta quay đầu nhìn Chi Thanh. Chi Thanh liền lấy ra một quyển trục đặt trước mặt nàng ta tất cả tư liệu về hắn. Cô bé cầm lấy quyển trục, quay người rời đi. Thấy vậy, sắc mặt của Võ Kha ở cách đó không xa nhất thời trầm xuống. Võ Kha cảm thấy ai trong đại điện này tới ma vực cũng chẳng đáng lo, chỉ sợ nhất là cô bé sát thủ sẽ tới, bởi vì nàng ta chính là nhân vật nguy hiểm nhất có mặt ở đây. Ngay cả thần chủ cũng chẳng đáng sợ bằng. Nàng ta là một sát thủ cực kỳ đáng sợ. Đáng sợ tới mức nào ư? Có thể nói nếu bảo cô bé đó giết Võ Kha thì nàng ta không nắm chắc mình sẽ còn sống. Nếu đấu tay đôi quang minh chính đại, Võ Kha chẳng sợ bất cứ ai trong điện, kể cả thần chủ và cô bé, nhưng vấn đề nằm ở chỗ cô bé đó chính là sát thủ. Trong mắt Võ Kha ngập tràn lo lắng. Lúc này, thần chủ kia đột nhiên lên tiếng, Diệp Huyên cứ giao cho nàng ta. Còn giờ chúng ta hãy thảo luận xem nên diệt trừ Thiên Phủ và U Minh Điện thế nào. Mục Tiểu Đao không ở lại đại điện nữa, sau khi cô bé kia ra ngoài thì ả ta cũng nối gót theo sau, nhưng tới khi ra đến bên ngoài lại chẳng thấy bóng dáng cô bé vô danh đó đâu nữa. Thấy vậy, sắc mặt Mục Tiểu Đao liền trầm xuống. Ả ta không ngờ tới chuyện thần chủ lại để cô bé đó ra tay. Phải biết rằng, ngoài vũ trụ pháp tắc ra thì không một ai có thể khiến cô bé này ra tay, mà ngay cả vũ trụ pháp tắc cũng chưa chắc đã làm được điều đó. Cô bé đó quá mức quái dị. Lúc này, Mai Y cũng chính là cô gái áo gái, cùng đi ra ngoài theo. Mai Y đột nhiên nói, cô đang lo lắng cho hắn sao? Mục Tiểu Đao cười đáp, muốn nói gì thì cô cứ nói thẳng, đừng chơi trò lắt léo thế nữa. Mai Y nhìn Mục Tiểu Đao. Cô không muốn hắn chết, đúng chứ? Mục Tiểu Đao gật đầu. Ma Y nhìn chằm chằm nàng ta, Tiểu Đao, suy nghĩ của cô rất nguy hiểm. Mục Tiểu Đao cười khẽ, Ma Y, thảo luận với cô về vấn đề đã từng nói nhé, người ách thể thật sự đáng chết ư. Ma Y toan lên tiếng thì Mục Tiểu Đao lại nói, hắn chỉ muốn sống tiếp. Chẳng phải bất cứ người nào cũng đều có tư cách sống tiếp đấy sao? Ma Y lắc đầu. Nhưng chúng ta là người bảo vệ vũ trụ, hẳn là nên bảo vệ vũ trụ pháp tắc. Mục Tiểu Đao đột nhiên hỏi, vậy lỡ như vũ trụ pháp tắc sai thì sao? Nghe vậy, vẻ mặt Ma Y liền biến đổi, nàng ta quay đầu nhìn Mục Tiểu Đao. Mục Tiểu Đao cười nói, ta chỉ nói đại thôi. Nói rồi, ả ta nhìn về phía chân trời xa xa, xét theo lập trường thân phận của ta, quả thật hắn rất đáng chết, bởi vì ta là người bảo vệ vũ trụ. Nhưng nếu nhìn theo góc độ cá nhân, ta cảm thấy hắn cũng chẳng có lỗi lầm gì, hắn chỉ muốn sống mà thôi. Người mà vũ trụ pháp tắc nên nhằm vào chính là người thần bí kia chứ không phải Diệp Huyên. Hơn nữa, sự tình có rất nhiều điểm đáng ngờ, ví dụ như tại sao người thần bí bên trong cơ thể hắn lại muốn đảo nghịch pháp tắc? Tại sao vũ trụ pháp tắc biết rõ phía sau hắn có ba cường giả siêu cấp mà vẫn muốn nhằm vào hắn? Nói tới đây, ả ta liền nheo mắt lại, điểm đáng nghi nhất chính là thân phận của người thần bí. Cô sẽ nhận ra cả thần đình vũ trụ này, ngoài vũ trụ pháp tắc ra thì không một ai biết về thân phận của người thần bí, bao gồm cả Chi Thanh. Ma Y trầm giọng cất lời, Tiểu Đao, ta biết những chuyện mà cô nói, nhưng cô phải hiểu rõ thân phận của mình. Mục Tiểu Đao liền cười, ta biết chứ, cô sợ ta sẽ khiến mình gặp nguy hiểm tính mạng, đúng không? Ma Y gật đầu, cô là người bạn tốt nhất của ta. Ta không hy vọng cô sẽ xảy ra chuyện gì. Mục Tiểu Đao cười nói, yên tâm, ta rất thông minh, sẽ không ngu ngốc như Tiểu Ách đâu, vì một người đàn ông mà đi tìm đường chết. Ma Y nhìn Mục Tiểu Đao, muốn nói lại thôi. Mục Tiểu Đao chớp mắt, không phải cô cho rằng ta thích hắn đấy chứ. Ma Y gật mạnh. Mục Tiểu Đao cười ha hả, đùa à. Ma Y,
ta đề nghị cô nên coi tiểu thuyết cung đấu nhiều vào, nữ nhân trong đó là kiểu một vợ nhiều chồng đấy. Ha ha. Ma y. Mục Tiểu Đao không nói tiếp mà cất bước đi về phía xa. Ma y đột nhiên nói, Tiểu Đao, đừng làm bừa. Mục Tiểu Đao phẩy tay, yên tâm, ta sẽ không đi điều tra đâu. Ma y nhìn Mục Tiểu Đao, trong mắt thoáng vẻ lo âu. Thật ra nàng ta hiểu Mục Tiểu Đao khá rõ, đừng thấy cô gái đó thẳng thắn tùy hứng, chẳng để bụng điều gì, thế nhưng chỉ cần là chuyện khiến Tiểu Đao để tâm thì. Điều nàng ta lo nhất chính là Mục Tiểu Đao có ý với Diệp Huyên, bởi vì nếu thật sự như thế, cô nàng Mục Tiểu Đao này có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Nghĩ tới đây, Ma y đột nhiên lắc đầu, gã đàn ông đáng chết. Lần sau mà gặp Diệp Huyên thì ta sẽ ướp sống luôn. Lúc này, Ngôn Tiểu Tiểu cũng ra khỏi đại điện, nàng ta bước nhanh về phía xa, nhưng mới đi chưa được bao lâu thì đã bị một cô gái chặn lại. Là Mục Tiểu Đao. Mục Tiểu Đao nhìn Ngôn Tiểu Tiểu, cười nói, Ngôn cô nương, cô có loại bùa nào có thể truyền âm rất rất xa không? Ngôn Tiểu Tiểu gật đầu, có chứ. Mục Tiểu Đao chớp mắt, có thể cho ta hai tấm được không? Ngôn Tiểu Tiểu lấy ra hai tấm bùa trong suốt đưa cho Mục Tiểu Đao. Mục Tiểu Đao nhìn Ngôn Tiểu Tiểu, cô không phải ta muốn lấy để làm gì sao? Ngôn Tiểu Tiểu đáp, mật báo cho Diệp Huyên. Dứt lời, nàng ta liền ôm quyển sách dày cộp của mình đi về phía xa. Mục Tiểu Đao vẫn đứng nguyên tại chỗ, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Ngôn Tiểu Tiểu bỗng dưng dừng bước, lại nói, thị phi thiện ác không phải bàn luận dựa vào thể chất. Mục cô nương, chân tướng thường mang theo ý nghĩa tử vong. Trân trọng. Dứt lời, nàng ta sải bước, mất hút ở phía xa. Mục Tiểu Đao nhìn bùa truyền âm, một lát sau, ả ta liền bóp nát nó. Sau đó khẽ nói, tiện nhân, gọi đại sa hoặc cha ngươi tới đi. Bằng không ngươi sẽ chết. Giọng nói được truyền đi theo tấm bùa truyền âm kia. Ma vực. Diệp Huyên lại một lần nữa bị đánh bay, lần này khoảng cách đã lên tới gần nghìn trượng. Ở nơi xa, người đàn ông áo xanh cười nói, tiếp tục. Diệp Huyên bò dậy, hắn nhìn thoáng qua người đàn ông áo xanh, lau máu trên khóe miệng mình, cha à, có thể nhường con chút được không? Nghe vậy, người đàn ông áo xanh liền sửng sốt, sau đó y cười phá lên, được chứ? Hoàn toàn được, nào, để phụ thân dẫn con đi tạo nét chút nha. Dứt lời, y đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, sau đó mang theo hắn cùng biến mất. Diệp Huyên. Chân trời, người đàn ông áo xanh mang theo Diệp Huyên ngự kiếm mà đi. Trên mặt người đàn ông áo xanh tràn đầy tươi cười, có thể nhìn ra được, y rất vui vẻ. Thật ra, trong lòng y vẫn luôn có áy náy đối với Diệp Huyên, bởi vì từ nhỏ đến lớn, y đều không ở bên cạnh Diệp Huyên. Nhưng mà, y không còn lựa chọn nào khác. Nếu như Diệp Huyên cứ đi theo y, mặc dù không có vấn đề về an toàn, nhưng sẽ trở nên vô dụng. An nhàn sẽ hủy hoại một con người. Diệp Huyên của bây giờ, mặc dù thực lực không phải vô cùng mạnh, nhưng tính cách thì rất tốt, có tâm huyết, có máu liều. Diệp Huyên liếc nhìn người đàn ông áo xanh, trong lòng cũng rất phức tạp. Thật ra, đối với cha mẹ, hắn cảm thấy rất xa lạ. Bởi vì cho dù là cha hay mẹ thì đều không ở bên cạnh hắn. Hận. Tất nhiên hắn từng hận. Nhưng mà, khi biết người đàn ông áo xanh đi là vì muốn tìm kiếm nguồn gốc của người bí ẩn kia giúp hắn, hắn cũng không còn hận nữa. Đương nhiên. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì muội muội Diệp Liên sống rất tốt. Nếu không, hắn sẽ không tha thứ cho bất kỳ người nào. Lúc này, người đàn ông áo xanh dừng lại, Diệp Huyên nhìn về phía trước, nơi đó không có thứ gì. Người đàn ông áo xanh giơ ngón tay vạch một cái. Xoẹt. Vùng không gian trước mặt hai người lập tức vỡ ra, bên trong không gian vỡ ra kia tự hình thành một giới. Người đàn ông áo xanh dẫn Diệp Huyên đi vào. Đập vào mắt là những dãy núi vô cùng vô tận, hoàn toàn không thấy điểm cuối. Diệp Huyên hơi tò mò, nơi này là... Người đàn ông áo xanh cười nói, địa linh tộc, một chủng tộc sinh sống dưới lòng đất, năm đó bọn họ gặp phải nguy cơ diệt tộc, đúng lúc ta đi ngang qua nên cứu bọn họ, đi thôi. Nói xong, y dẫn Diệp Huyên tiến vào trong dãy núi mênh mông này, chỉ thoáng chốc, hai người đã đến một sơn động to lớn, vừa đến trước động,
một ông lão xuất hiện trước mặt hai người. Dáng người ông lão hơi thấp, để một chòm râu dê. Lúc đầu ông lão rất đề phòng, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông áo xanh, sắc mặt lập tức thay đổi hoàn toàn, run giọng nói, thần bảo hộ. Người đàn ông áo xanh cười ha ha, Sơn Khâu kia còn ở đây chứ? Ông lão trực tiếp quỳ xuống, thần bảo hộ. Nói xong, ông ta không ngừng dập đầu. Người đàn ông áo xanh lắc đầu cười một tiếng, tay phải y khẽ nhấc, ông lão kia lập tức được đỡ dậy. Người đàn ông áo xanh cười nói, chúng ta đi vào thôi. Ông lão vội vàng nói, không không, thần bảo hộ, ngài chờ một lát. Nói xong, ông ta quay người biến mất ở nơi xa. Người đàn ông áo xanh nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, địa linh tộc là một chủng tộc đặc thù, thực lực bọn họ không mạnh cho lắm, nhưng kỹ thuật rèn đúc lại là hạng nhất, có thể nói, trong vũ trụ bao la này, kỹ thuật rèn đúc của bọn họ quả thật xứng đáng đứng đầu. Cũng chính bởi vì như vậy, năm đó bọn họ bị rất nhiều thế lực mạnh mẽ nhăm nhe, suýt thì diệt tộc. Diệp Huyên đang định nói chuyện, đúng lúc này, một đám người đột nhiên chạy ra, cầm đầu là một ông lão tóc bạc, khi nhìn thấy người đàn ông áo xanh, đầu tiên ông lão tóc bạc sững ra, sau đó chợt xong đến trước mặt người đàn ông áo xanh, muốn ôm người đàn ông áo xanh, nhưng lại phát hiện người đàn ông áo xanh chỉ là một phân thân. Người đàn ông áo xanh cười nói, Sơn Khâu, từ khi chia tay đến giờ không có chuyện gì chứ. Sơn Khâu cười ha ha một tiếng, Dương huynh, ta nhớ huynh lắm. Nói xong, ông thoáng nhìn Diệp Huyên, đây là... Người đàn ông áo xanh cười nói, con trai ta. Diệp Huyên vội vàng khom người thi lễ, chào Sơn Khâu bá phụ. Đối phương xưng huynh gọi đệ với cha mình, đương nhiên mình phải gọi là bá phụ rồi. Thấy Diệp Huyên gọi bá phụ, Sơn Khâu ngây ngẩn cả người, sau đó cười ha hả, hóa ra là cháu trai. Tốt, rất tốt, đi, chúng ta đi vào trò chuyện. Người đàn ông áo xanh lại lắc đầu, sợi kiếm khí này sắp biến mất rồi. Sơn Khâu nhìn về phía người đàn ông áo xanh, thấp giọng thở dài, người cái tên này, cũng không để bản tôn đến. Người đàn ông áo xanh cười nói, sau này sẽ có cơ hội. Sơn Khâu gật đầu, lần này đến tìm ta, chắc chắn là có chuyện gì đó, đúng không? Người đàn ông áo xanh chỉ vào Diệp Huyên, chăm sóc một chút. Sơn Khâu nhìn Diệp Huyên, chuyện nhỏ. Người đàn ông áo xanh cười nói, cảm ơn. Sơn Khâu hơi bất mãn, ngươi và ta là huynh đệ, nói những lời này làm gì? Người đàn ông áo xanh cười ha ha, Sơn Khâu, đừng ngày ngày rèn sắt nữa. Có thời gian cũng nên tu luyện nhiều chút, đừng để đến lúc ta gặp được ngươi, ngươi đã biến thành một nấm đất vàng rồi. Nói xong, y dần dần mở đi. Diệp Huyên vội vàng nói, cha, cha có đồ gì để lại cho con không? Người đàn ông áo xanh nhìn Diệp Huyên, cười nói, trên phàm cảnh là phá phàm cảnh, con biết trên phá phàm cảnh là gì không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Người đàn ông áo xanh cười hỏi, có muốn lập tức đột phá trên phá phàm cảnh hay không? Diệp Huyên mừng thầm, vội vàng nói, muốn, nằm mơ cũng muốn. Người đàn ông áo xanh chớp chớp mắt, vậy thì nằm mơ đi. Trong mơ cái gì cũng có. Nói xong, y lập tức biến mất không thấy nữa. Diệp Huyên. Sơn Khâu ở bên cạnh nghe thấy cuộc trò chuyện của cha con Diệp Huyên, không nhịn được lập tức phá lên cười. Diệp Huyên không còn lời gì để nói, thế mà cha lại chọc mình. Lúc này, Sơn Khâu đột nhiên bắt lấy cánh tay Diệp Huyên, cháu trai, đi thôi. Nói xong, ông dẫn theo Diệp Huyên đi vào trong sơn động. Những người địa linh tộc còn lại rối rít nhường bước. Sau khi đi vào sơn động, Diệp Huyên phát hiện có động thiên khác, ở dưới lòng đất này có một tòa thành to lớn, mà tòa thành này khiến Diệp Huyên khiếp sợ rồi. Cả toàn thành cao gần trăm trượng, tường thành là do một loại kim loại màu vàng mờ chế tạo thành, không một khe hở, cả toàn thành đều không một khe hở, giống như tự nhiên sẵn có. Trên đường đi, vô số người địa linh tộc vây xem. Khi tiến vào tòa thành, Sơn Khâu đột nhiên lớn tiếng nói, mở bảo khố địa linh. Bảo khố địa linh. Nghe vậy, vô số người địa linh tộc ở đây bất chợt xôi trào. Bảo khố địa linh. Đây chính là cấm địa của địa linh tộc, chỉ có tộc trưởng mới có thể tiến vào bên trong, bởi vì bên trong tập trung toàn bộ bảo vật cực phẩm nhất của địa linh tộc. Cấp bậc cao nhất của đoán tạo sư chính là đoán tạo sư truyền kỳ,
mà trong bảo khố địa linh, chỉ có tác phẩm hoàn mỹ nhất của đoán tạo sư truyền kỳ mới có thể được đặt vào trong đó. Hoàn mỹ nhất. Có xíu xiu tì vết cũng không có tư cách đặt ở bên trong, cho dù là tác phẩm của đoán tạo sư truyền kỳ cũng không được, chỉ có bảo vật hoàn mỹ nhất do bọn họ rèn đúc ra mới có tư cách đặt vào bên trong. Mà muốn rèn đúc ra loại bảo vật hoàn mỹ kia là cực kỳ khó khăn, cho dù là đoán tạo sư truyền kỳ, muốn rèn đúc ra một món thần vật hoàn mỹ, ít nhất cũng phải hao phí mấy trăm năm thậm chí hơn nghìn năm. Mặc dù Diệp Huyên không biết bảo khố địa linh này là nơi nào, nhưng nhìn thái độ của những người địa linh tộc xung quanh, hắn biết, có lẽ lần này mình phát tài rồi. Phải tỉnh táo. Phải rụt rè. Có bảo vật gì mà mình chưa thấy chứ? Chỉ chốc lát, Sơn Khâu mang theo Diệp Huyên đi đến trước một lầu các thủy tinh to lớn. Trước lầu các thủy tinh này có hai ông lão mặc áo bào đen đang đứng. Người bảo vệ của bảo khố địa linh. Cũng là hai người mạnh nhất địa linh tộc. Diệp Huyên liếc nhìn hai người, thế mà hắn lại không cảm nhận được hơi thở của hai người này, nhưng lại có thể khiến hắn cảm nhận được nguy hiểm. Điều này làm cho Diệp Huyên hơi khiếp sợ, bây giờ hắn chính là phá phàm cảnh, chắc hẳn rất ít người có thể khiến hắn cảm nhận được nguy hiểm. Lúc này, ông lão bên trái chợt nói, Sơn Khâu, hơi thở vừa rồi thật sự là thần bảo hộ sao? Sơn Khâu cười lớn, nói Tả trưởng lão, ngươi cảm nhận không sai, chính là thần bảo hộ. Tả trưởng lão khẽ nói, đáng tiếc chỉ là một phân thân. Sơn Khâu cười nói, Tả trưởng lão, đây là con trai của Dương huynh ta. Diệp Huyên vội vàng cung kính thi lễ, vãn bối bái kiến hai vị trưởng lão. Tả trưởng lão liếc nhìn đánh giá Diệp Huyên, sau đó nói, huyết mạch giống nhau, nhóc con không cần đa lễ. Sơn Khâu cười nói, Tả trưởng lão, ta muốn mang nhóc con này đi vào chọn mấy món đồ. Tả trưởng lão gật đầu, nên vậy. Lúc này, hữu trưởng lão vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên nói ra, ba món. Chọn ba món. Lời vừa nói ra, những người địa linh tộc ở đây lập tức bàng hoàng khiếp sợ. Ba món đó. Phải biết, cho dù là tộc trưởng, 1000 năm mới có một lần tư cách tiến vào trong đó, hơn nữa chỉ có thể chọn một món. Mà loài người này vừa đến đã có thể chọn ba món. Đương nhiên, không người nào ghen ghét, càng không người nào bất mãn. Bởi vì đây là con trai của thần bảo hộ. Lúc này, Tả trưởng lão kia đột nhiên nói, ba món cũng keo kiệt quá rồi. Nhóc con, sau khi ngươi đi vào, có thể lựa chọn 10 món. 10 món. Nơi này, vô số người địa linh tộc trực tiếp hóa đá. Sơn Khâu kia cũng rất kinh ngạc, 10 món. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Bởi vì bất kỳ bảo vật nào bên trong cũng đều có giá trị cực lớn. Hữu trưởng lão thoáng nhìn Tả trưởng lão, nhưng cũng không nói thêm gì. Tả trưởng lão cười nói, đi vào thôi. Sơn Khâu gật đầu, đang định dẫn Diệp Huyên đi vào, lúc này, chợt có một giọng nói trong trẻo từ sau lưng vang lên, cha, con cũng muốn đi vào. Diệp Huyên quay người nhìn lại, là một cô gái, chừng 17-18 tuổi, vẻ ngoài vô cùng xinh xắn tươi tắn. Nhưng bên hông cô bé lại treo một chiếc búa nhỏ. Sơn Khâu nhíu mày, con không thể đi vào. Cô gái hơi tủi thân, nói con chỉ muốn vào xem tác phẩm của những đại sư kia thôi, con cũng không muốn những bảo vật bên trong. Sơn Khâu thấp giọng thở dài, nhà đầu, con không thể đi vào, đợi. Diệp Huyên đột nhiên nói, để cho cô bé vào cùng đi. Nghe vậy, Sơn Khâu nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn về phía hai trưởng lão kia, có thể chứ? Tả trưởng lão mỉm cười, có thể. Chút chuyện nhỏ này, đương nhiên ông ta vẫn phải nể mặt. Diệp Huyên hơi khom mình thi lễ, cảm ơn. Cô gái đi đến trước mặt Diệp Huyên, cười hì hì nói, cảm ơn ca ca. Diệp Huyên cười nói, ta tên Diệp Huyên, muội thì sao? Cô gái cười nói, Sơn Linh. Diệp Huyên mỉm cười. Nói, Sơn Linh muội muội, chúng ta đi vào đi. Nói xong, hắn và Sơn Linh đi về nơi cách đó không xa. Sơn Khâu thoáng nhìn Diệp Huyên, sâu trong đáy mắt toát vẻ cảm kích, rất nhanh, ông cũng đi theo. Sau khi mấy người đi vào, hữu trưởng lão chợt nói, 10 món. Tả trưởng lão nói, nếu như năm đó không có phụ thân hắn, địa linh tộc không còn rồi. Hữu trưởng lão im lặng.
Tả trưởng lão lại nói, nhóc con này đã đạt đến phá phàm cảnh. Nghe vậy, Hữu trưởng lão gật đầu, không nói gì nữa. Bởi vì ông ta hiểu rồi. Phụ thân là thần bảo hộ của địa linh tộc, con trai là kỳ tài ngút trời, cũng có thể trở thành thần bảo hộ của địa linh tộc. Sau khi tiến vào bảo khố địa linh, dường như Diệp Huyên nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi, bá phụ, trước đó ta từng thấy một chiếc thuẫn cổ cũ nát, chiếc thuẫn cổ đó có thể bắn ngược tất cả sức mạnh, chiếc thuẫn cổ đó là bảo vật trong bảo khố địa linh này sao? Sơn Khâu cười nói, chắc hẳn thứ ngươi nói là vu giáp thuẫn, món bảo vật đó là do địa linh tộc chúng ta chế tạo, nhưng không phải đồ trong bảo khố địa linh, bởi vì đó chỉ là một món tàn thứ phẩm, không có tư cách tiến vào bảo khố địa linh. Năm đó khi chúng ta để phụ thân ngươi chọn bảo vật, cái gì y cũng không cần, cuối cùng dây dưa mãi, y đành tùy ý chọn một chiếc thuẫn rởm bên ngoài, nói cái gì mà cho nhóc con nào đó chơi đùa, làm vậy khiến chúng ta rất ngại ngùng, bởi vì vu giáp thuẫn thật sự quá rác rưởi. Tàn thứ phẩm. Không có tư cách tiến vào bảo khố địa linh. Quá rác rưởi. Diệp Huyên đột nhiên cảm thấy chân mình nhẹ bẫng. Không thể không nói. Giờ phút này trong lòng Diệp Huyên vô cùng rung động. Sự khủng bố của chiếc thuẫn cổ cũ nát kia, hắn vô cùng rõ ràng. Phải biết, ngay cả phi đao của Mục Tiểu Đao mà chiếc thuẫn kia cũng có thể bắn ngược trở lại. Có chiếc thuẫn cổ đó, hắn gần như có thể đấu với ba người bảo vệ vũ trụ. Nhưng mà, trong lời nói của Sơn Khâu, chiếc thuẫn cổ kia lại là đồ rác rưởi. Diệp Huyên càng thêm mong chờ bảo khố địa linh này rồi. Chỉ thoáng chốc, ba người đi vào trong bảo khố địa linh. Đập vào mắt là hơn 100 cột ánh sáng màu đỏ, trong mỗi một cột ánh sáng đều có một món bảo vật, đủ mọi loại hình, kiểu gì cũng có. Diệp Huyên đến trước cột ánh sáng gần hắn nhất, bên trong cột ánh sáng là một chiếc thuẫn tròn màu đen, thuẫn tròn bóng loáng như gương, bề mặt có rất nhiều phù văn kỳ lạ. Diệp Huyên hơi tò mò, Sơn Khâu bá phụ, đây là... Sơn Khâu cười nói, đây là Chấn Thần Thuẫn, thuộc cấp bậc Á truyền thuyết hoàn mỹ. Diệp Huyên hỏi, lợi hại không? Sơn Khâu lắc đầu, cũng không phải vô cùng lợi hại. Tác dụng chủ yếu nhất của nó chính là bắn ngược tổn thương, vật này có thể bắn ngược gấp đôi tổn thương. Diệp Huyên ngây ngẩn, sau đó nói, gấp đôi. Sơn Khâu gật đầu, ví dụ như ngươi chém một kiếm lên trên đó, nó có thể bắn ngược gấp đôi sức mạnh trong một kiếm của ngươi. Ít hầu Diệp Huyên lăn lăn, bá phụ, cái này còn không lợi hại sao? Sơn Khâu cười nói, cũng chỉ vậy thôi. Đi, chúng ta đến tầng kế tiếp. Nói xong, ông kéo Diệp Huyên đi đến tầng kế tiếp. Diệp Huyên lưu luyến không rời nhìn chiếc Chấn Thần Thuẫn kia, thật ra hắn rất muốn mang nó đi. Sơn Linh ở bên cạnh chợt che miệng cười một tiếng, Diệp ca ca, đằng sau còn có đồ tốt hơn. Diệp Huyên cười ngượng ngùng. Biểu hiện của mình có vẻ giống như chưa từng thấy qua việc đời. Rất nhanh, ba người đến tầng kế tiếp, khi tiến vào tầng kế tiếp, Diệp Huyên nhìn thấy hơn 60 cột ánh sáng màu tím, so với tầng trước đó thì ít hơn gần một nửa. Diệp Huyên lại đi đến trước một cột ánh sáng, lúc này, Sơn Khâu đột nhiên kéo hắn lại, đừng nhìn cái này, nào, nhìn sang bên này. Diệp Huyên. Sơn Khâu dẫn Diệp Huyên đến trước một cột ánh sáng. Trong cột ánh sáng kia là một tấm gương màu đen, khung tấm gương lóe ánh vàng mờ, trên đỉnh tấm gương còn có một phù văn màu đỏ kỳ lạ. Diệp Huyên nhìn Sơn Khâu cười nói, đây là thiên địa huyền kính. Diệp Huyên vội hỏi, có tác dụng gì? Sơn Khâu cười ha ha một tiếng, vật này có tác dụng cực kỳ tuyệt diệu, nó có thể phục chế. Diệp Huyên hơi không hiểu, phục chế. Sơn Khâu gật đầu, một khi sử dụng vật này. Có thể phục chế phân thân của đối thủ, mà phân thân này sở hữu ít nhất 7 phần sức chiến đấu của đối phương. Nói xong, ông dừng một lát rồi nói tiếp, đương nhiên, cao thủ cấp bậc giống như phụ thân ngươi thì không cách nào phục chế. Diệp Huyên khẽ nói, chỉ có 7 phần sức chiến đấu thôi sao? Thật ra, trong lòng hắn hơi thất vọng, bởi vì nếu như chỉ có 7 phần sức chiến đấu, vậy còn không bằng chiếc thuẫn trước đó. Lúc này... Sơn Khâu cười nói, nếu như chỉ có phục chế, vậy chắc chắn nó không có tư cách đặt ở chỗ này rồi. Diệp Huyên vội hỏi, còn có tác dụng gì? Sơn Khâu cười nói, nó có thể phục chế 10 cái. Hơn nữa, nó còn có thể phục chế chính mình. 10 cái. Nghe vậy, Diệp Huyên lộ vẻ rung động,
Nếu như chỉ là một cái thì không có tác dụng gì, nhưng 10 cái thì hoàn toàn khác biệt. 10 cái đó. 10 chính mình đánh một mục tiểu đao. Nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi. Nếu như đối thủ mạnh hơn mình, vậy thì đồng nghĩa với việc nhiều hơn 10 cao thủ siêu cấp. Sơn Khâu cười nói, chấn động rồi phải không? Diệp Huyên lập tức gật đầu. 10 cái đó. Điều này cũng không hợp thói thường quá rồi. Sơn Khâu cười ha ha, sau đó ông khẽ niệm một đoạn chú ngữ, thoáng chốc, cột ánh sáng màu tím đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó, thiên địa huyền kính bay ra. Sơn Khâu cười nói, nhỏ một giọt máu. Diệp Huyên gật đầu, được. Nói xong hắn bấm ngón tay một cái, một giọt máu tươi chui vào trong chiếc gương này. Thiên địa huyền kính khẽ rung lên, trực tiếp bắn ra một chùm ánh sáng chui vào giữa lông mày Diệp Huyên. Quỳnh! Toàn thân Diệp Huyên run rẩy, sau đó, chiếc thiên địa huyền kính kia hóa thành tia sáng trắng tiến vào giữa lông mày Diệp Huyên. Ngay sau đó, giữa lông mày Diệp Huyên hiện lên một ấn ký thiên địa huyền kính thật nhỏ, nhưng rất nhanh nó đã biến mất. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, giờ phút này, hắn cảm nhận được thiên địa huyền kính. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, thiên địa huyền kính kia lập tức xuất hiện trong tay hắn, ngay sau đó, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện 10 Diệp Huyên. 10 cái phân thân. Diệp Huyên nhìn về phía Sơn Khâu, sức chiến đấu của bọn họ. Sơn Khâu cười nói, phục chế hoàn mỹ ý thức chiến đấu của ngươi. Diệp Huyên đột nhiên chém một kiếm sang bên phải. Mà phân thân bên phải của hắn lập tức biến mất, khi xuất hiện lại thì đã ở cách đó mấy trượng, ngay sau đó, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở vị trí trước giữa chân mày hắn nửa tấc. Sinh tử nhất kiếm. Tuy nhiên, thanh kiếm này còn chưa tiếp xúc với giữa chân mày hắn thì đã bị hai ngón tay kẹp lấy, nhưng ngay sau đó, một ánh kiếm bất chợt từ đỉnh đầu hắn chém thẳng xuống. Thuật rút kiếm. Trong lòng Diệp Huyên khiếp sợ, vậy mà phân thân này biết kiếm kỹ của hắn, hơn nữa cảnh giới kiếm đạo của phân thân này cũng là phá phàm cảnh. Đương nhiên cũng có khác biệt, nên nói là ngụy phá phàm cảnh thì đúng hơn. Diệp Huyên vừa suy nghĩ, phân thân đang ra tay kia lập tức dừng lại, sau đó lùi về một bên cung kính đứng đó. Sơn Khâu ở bên cạnh cười nói, thế nào? Diệp Huyên trầm giọng nói, bá phụ, ngoài cao thủ cấp bậc giống như phụ thân ra thì thiên địa huyền kính này có thể phục chế toàn bộ những cao thủ còn lại sao? Sơn Khâu lắc đầu, cũng không khoa trương như vậy, một số cao thủ đặc thù cũng không thể phục chế. Có thể nói thế này, cực hạn mà nó có thể phục chế là cao thủ trên phá phàm, hơn nữa, phục chế cao thủ trên phá phàm, phân thân chỉ có thể sở hữu nhiều nhất 6 phần sức chiến đấu của đối phương. Diệp Huyên khẽ gật đầu, nếu như ngay cả cao thủ cấp bậc như cha cũng có thể phục chế, vậy thì biến thái quá rồi. Nhưng mà, ngay cả cao thủ trên phá phàm cũng có thể phục chế. Không thể phủ nhận, như vậy đã rất mạnh mẽ rồi. Mặc dù chỉ có thể sở hữu 6 phần sức chiến đấu, nhưng có 10 cái đó. Thần khí đánh hội đồng. Sơn Khâu lại nói, biết vì sao thần vật này được gọi là thần vật truyền thuyết hoàn mỹ không? Diệp Huyên lắc đầu. Sơn Khâu cười nói, bởi vì cho dù phân thân nó huyễn hóa ra chết đi thì cũng không thể tạo thành bất kỳ thương tổn nào cho bản thể của ngươi. Lúc trước vì làm được điều này, vị đoán tạo sư truyền kỳ kia đã phải bỏ ra mấy trăm năm nghiên cứu. Diệp Huyên khẽ nói, lợi hại. Sơn Khâu gật đầu, về mặt rèn đúc, tộc ta có ưu thế được trời ưu ái, hơn nữa, mọi người đều rất có hứng thú với rèn đúc. Nhưng tộc ta lại không có hứng thú gì với tu luyện, bởi vậy, về mặt sức chiến đấu, tộc ta quả thật hơi yếu. Năm đó nếu không có phụ thân ngươi, cho dù tộc ta không bị diệt tộc thì cũng phải thần phục người khác, trở thành nô lệ cho người khác. Diệp Huyên hơi tò mò, bá phụ, năm đó là thế lực nào ra tay với các ngươi? Sơn Khâu lắc đầu, thế lực nào cũng có, trong đó còn có bóng dáng của thần đình vũ trụ, nhưng bọn họ khá là khéo léo, nói là chiêu mộ chúng ta, hy vọng chúng ta vào thần đình vũ trụ, bọn họ có thể bảo vệ chúng ta, nhưng mà, mỗi năm chúng ta phải nộp lên 7 phần thần vật rèn ra. Nộp lên 7 phần. Diệp Huyên im lặng, không thể không nói, bọn họ ăn cũng dày quá rồi. Sơn Khâu lại nói, mà suýt nữa diệt địa linh tộc ta là thú yêu tộc, sở dĩ năm đó chủng tộc này muốn diệt chúng ta là vì muốn cướp một món thần giáp siêu cấp của địa linh tộc ta, bất bại chiến thần giáp. Diệp Huyên hơi tò mò, bất bại chiến thần giáp.
Sơn Khâu gật đầu, đó là món thần khí siêu cấp do 9 vị đoán tạo sư truyền kỳ của tộc ta chế tạo ra, có thể nói là món chiến giáp hoàn mỹ nhất từ trước đến giờ của địa linh tộc ta, bởi vì nó không chỉ là 9 vị đoán tạo sư truyền kỳ dày công chế tạo, mà còn tốn vô số tài liệu quý hiếm của địa linh tộc ta. Có thể nói thế này, đây là chiến giáp do cả địa linh tộc ta dốc sức chế tạo thành. Cũng là niềm kiêu ngạo của địa linh tộc chúng ta. Diệp Huyên chớp chớp mắt, ta có thể xem không? Sơn Khâu do dự một chút, sau đó nói, chuyện này, nếu xem thôi thì chắc chắn là được rồi, nhưng mà... Diệp Huyên nghiêm mặt nói, ta không lấy, chỉ xem thôi. Sơn Khâu cười nói, được, lát nữa dẫn ngươi đi xem. Nào, trong này còn có một bảo vật không tệ, thích hợp với ngươi. Nói xong, ông dẫn Diệp Huyên đi sang một bên khác. Trên đường đi, Diệp Huyên không ngừng đánh giá những cột ánh sáng đó, nói thật, cái nào hắn cũng muốn. Nhưng mà, làm người không thể tham như vậy. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, hắn nhìn về phía một cột ánh sáng, bên trong cột ánh sáng màu tím là một long ấn màu vàng. Long ấn. Diệp Huyên tò mò hỏi, bá phụ, đây là... Sơn Khâu cười nói, đây là thiên long ấn, bên trong chứa đựng hơi thở của núi non sông suối, có được ấn này, không chỉ có thiên long hộ thể, còn có thể dựa vào ấn này mà tăng cường long khí của bản thân. Mặc dù rất tốt, nhưng không thích hợp với ngươi, bởi vì ấn này ở trên người đế hoàng mới có thể phát huy hiệu quả tốt nhất. Có thể nói, nếu là đế hoàng nhân gian sở hữu ấn này, không chỉ tu luyện làm ít công to, mà còn có thể khống chế ấn này ngưng tụ uy thế của một nước. Diệp Huyên đột nhiên nói, bá phụ, ta muốn cái này. Sơn Khâu hơi kinh ngạc, cháu trai, ấn này không thích hợp với ngươi lắm. Diệp Huyên cười nói, ta có một thê tử, vừa khéo nàng là đế hoàng nhân gian, rất thích hợp với nàng. Sơn Khâu mỉm cười, được. Nói xong, ông khẽ niệm một câu chú ngữ, cột ánh sáng lập tức vỡ vụn, thiên long ấn trong đó bay thẳng đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên mỉm cười. Sau đó thu thiên long ấn lại. Sơn Khâu cười nói, cháu trai, kiếm đạo của ngươi là phá phàm cảnh, đúng không? Diệp Huyên gật đầu cười nói, đúng vậy. Sơn Khâu mỉm cười, vậy tiếp theo, ngươi sẽ rất thích món bảo vật này, bởi vì nó vừa vặn thích hợp với ngươi. Diệp Huyên hơi tò mò, là thứ gì? Sơn Khâu cười ha ha, ngươi sẽ thấy ngay thôi. Nói xong. Ông dẫn Diệp Huyên đi đến nơi cách đó không xa. Diệp Huyên vẫn đang quan sát xung quanh, không thể không nói, bảo vật nơi này quá kinh khủng. Giờ phút này hắn cũng coi như hiểu rõ vì sao địa linh tộc bị người ta mơ ước. Bảo vật mà chủng tộc này cất giấu vô cùng khủng bố. Bất kỳ một thế lực nào lấy được bảo vật của địa linh tộc này, thực lực tăng ít nhất mấy lần. Đúng lúc này, Sơn Khâu chợt dừng lại. Ông chỉ vào một cột ánh sáng ở nơi xa, cười nói, chính là vật này. Diệp Huyên về phía cột ánh sáng kia, khi nhìn thấy bảo vật trong cột ánh sáng đó, ánh mắt hắn lập tức sáng lên. Trong cột sáng màu tím là một chiếc hộp đựng kiếm toàn thân màu vàng kim. Ở trung tâm mặt chính là phù văn hình chữ vạn màu vàng, mặt sau lại là hình một thanh kiếm nhỏ màu đen với giọt máu đảo động lại trên mũi kiếm. Diệp Huyên tò mò hỏi, bá phụ, đây là... Sơn Khâu cười, là hộp kiếm táng sát. Diệp Huyên tròn mắt, hộp kiếm táng sát. Hộp kiếm này là vật hung tàn, bên trong cất chứa xá khí, nộ khí, oán khí, lệ khí, hung khí, ác khí, tử khí của hơn 100 triệu hung hồn. Một khi sử dụng, nó sẽ mang tu la luyện ngục đến nhân gian. Sơn Khâu đáp rồi nhìn hắn, nếu không phải vì ngươi đã đạt đến phá phàm cảnh. Đồng thời có huyết mạch chủ hung, ta tuyệt đối sẽ không đề cử nó cho ngươi. Sơn Linh đứng bên nói, Diệp ca ca rất hợp với vật này. Sơn Khâu gật đầu, bản thân kiếm đạo của ngươi đã bất phàm, huyết mạch chi lực chủ hung, giết qua vô số người, không có gì thích hợp với ngươi hơn nó. Nhưng khí của những linh hồn kia không đơn giản, phải cẩn thận. Diệp Huyên tò mò, bá phụ, vị tiền bối kia làm sao để rèn ra hộp kiếm này? Đừng nói là đi giết 100 triệu sinh linh chứ. Sơn Khâu lắc đầu cười, tất nhiên là không rồi. Vị tiền bối kia đã bỏ ra mấy trăm năm mới thu thập được ngần ấy hung hồn chi khí đấy. Diệp Huyên thoáng kinh ngạc, tận mấy trăm năm ư. Sơn Khâu gật đầu, mỗi một thần vật cấp truyền thuyết đều cực kỳ khó để tạo thành, đặc biệt còn là loại hoàn mỹ trong cấp truyền thuyết.
Diệp Huyên, bên trong nó đều là tâm huyết của địa linh tộc. Đúng vậy. Sơn Khâu cười, đoạn nhìn về phía cột sáng, người đi thử xem. Ông nhanh chóng niệm chú ngữ để cột sáng dần biến mất và hộp kiếm táng sát xuất hiện. Diệp Huyên cười hỏi, bá phụ, người đúc ra vật này có phải kiếm tu không? Sơn Khâu lắc đầu, không, nhưng người ấy yêu thích kiếm, cả đời chỉ nghiên cứu kiếm. Bên trong hộp kiếm này còn 12 thanh hung kiếm, người có thể nhận chủ rồi thử, à không, không thử ở đây được, chúng ta không chịu nổi hung hồn chi khí của chúng. Diệp Huyên khẽ gật đầu rồi bấm vào ngón tay, để một giọt máu tươi dung nhập vào hộp kiếm. Nó lập tức hóa thành kiếm quang chui vào giữa chân mày hắn. Uỳnh! Chỉ trong nháy mắt, một luồng khí tức màu đỏ thẫm đã bao trùm toàn thân Diệp Huyên. Sơn Khâu biến sắc, lập tức kéo Sơn Linh lùi lại, đồng thời lấy ra một tấm khiên đen ngăn cản trước mặt. Thấy Diệp Huyên hai mắt khép hờ, cả người khe khẽ run lên, Sơn Linh lo lắng hỏi. Cha ơi! Diệp ca ca không sao chứ ạ? Sơn Khâu lắc đầu, huyết mạch phong ma của hắn rất lợi hại, hung hồn chi khí không làm gì được. Chỉ thấy Diệp Huyên nâng tay phải lên rồi chậm chậm áp xuống, khí tức màu đỏ kia dần tan biến đi. Hung hồn chi khí vừa rồi kinh khủng đến mức suýt nữa khiến hắn không còn làm chủ được cảm xúc, bây giờ vẫn còn rúng động không thôi. Mà đó là chúng không cố tình nhằm vào hắn, bằng không thì hắn cũng không dám chắc mình có thể chống lại được. Nếu kết hợp thứ này với phong ma chi lực thì đúng là như hổ thêm cánh, vấn đề là bản thân hắn cũng đừng mong tỉnh lại được nữa. Thấy hắn chuẩn bị thử dùng hộp kiếm táng sát, Sơn Khâu vội can ngăn, không thể dùng ở đây được. Diệp Huyên nhìn sang, chỉ nghe ông nói, một khi sử dụng, nó sẽ biến nơi này thành tu la luyện ngục chốn nhân gian. Mà trong bảo khố địa linh này, mỗi một món thần vật đều có ý thức của riêng chúng. Nếu chúng cảm thấy mình bị xúc phạm thì ngươi sẽ là đối tượng bị tấn công. Diệp Huyên cười gượng, được. Hắn vừa nhận ra những thần vật này không đơn giản chút nào, nếu bị chúng tấn công cùng lúc thì hắn cũng không dám chắc có thể chịu nổi. Sơn Khâu cười nói, chúng ta xuống tầng dưới đi. Diệp Huyên tò mò hỏi, bá phụ, bảo khố địa linh này có tổng cộng bao nhiêu tầng? Sơn Khâu, 5 tầng, càng đi xuống thì bảo vật càng cao cấp. Diệp Huyên gật đầu, cảm thấy càng lúc càng đáng mong đợi. Bọn họ nhanh chóng đi xuống tầng 3, thấy chỉ có hơn 30 cột sáng màu vàng sẫm, giảm đi một nửa so với tầng trên. Diệp Huyên bỗng nhiên dừng lại, nhìn vào một cột sáng bên phải. Trong đó là một thanh trường thương mang màu u tối, chỉ có mũi thương là một sắc đỏ tươi. Thấy hắn đi đến, Sơn Khâu nói cây thương này có tên Lăng Thiên, thân thương được đúc thành từ tinh thần thần thiết. Sở hữu tinh thần chi lực vô cùng vô tận. Khi ở trong vũ trụ, nó có thể tụ hội khí thế của các tinh hà vũ trụ. Mũi thương do sức mạnh của dung nham đại địa ngưng tụ lại mà thành, khi dùng trên đất bằng có thể tụ hội đại địa chi lực và dung nham chi lực từ sâu trong lòng đất. Nếu nó do một cường giả thương đạo sử dụng, chiến lực của người ấy sẽ tăng lên 5 phần khi chiến đấu dưới đất, từ 6 đến 7 phần khi chiến đấu trong vũ trụ. Diệp Huyên lập tức nói, bá phụ, ta muốn cây thương này. Sơn Khâu cong môi, muốn cho vị hồng nhan nào sao? Hắn cười, đúng vậy. Sơn Linh khúc khích cười, Diệp ca ca có bao nhiêu hồng nhan ạ? Diệp Huyên, không nhiều, chỉ 10 thôi. Con số này khiến sắc mặt Sơn Khâu cứng lại, còn Sơn Linh thì giơ ngón cái với hắn. Ghê nha! Diệp Huyên bật cười, nói với Si, làm phiền bá phụ. Sơn Khâu gật đầu rồi niệm chú, cột sáng kia nhanh chóng biến mất. Để trường thương bay về phía Diệp Huyên. Hắn nắm lấy nó, lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ. Thương tốt, cho An Lan Tú sử dụng đúng là không thể thích hợp hơn. Sơn Khâu, bên này có một thứ rất hợp với ngươi, theo ta. Ông dẫn Diệp Huyên đi về một góc hẻo lánh bên phải, nhưng cột sáng ở đó lại trống toác, không có bất kỳ thứ gì bên trong. Thấy Diệp Huyên nhìn sang, Sơn Khâu nói, cảm nhận thử đi. Diệp Huyên gật đầu rồi dùng thần thức bao trùm cột sáng, nhưng vẫn chẳng cảm nhận được gì, bèn không khỏi kinh ngạc. Bá phụ, đây là... Ẩn giáp, Sơn Khâu đáp với một nụ cười. Hắn tò mò hỏi lại, ẩn giáp. Nó có thể giúp ngươi che giấu cả thân hình lẫn khí tức và nhiều hơn thế nữa. Tuy nó không lớn nhưng ngươi đừng xem thường, bên trong có hơn 100 triệu phù văn,
dù khác nhau nhưng lại có cùng một nhịp thở. Khi sử dụng, tất cả bọn chúng sẽ tự động vận hành, sinh ra một loại sức mạnh thần bí cực kỳ đặc biệt, có thể giúp người thoát khỏi vũ trụ, tiến vào một trạng thái vô cùng kỳ diệu. Hay nói đúng hơn là tiến vào một thế giới hoàn toàn mới. Diệp Huyên cau mày, thoát khỏi vũ trụ, thế giới mới. Sơn Khâu gật đầu, trạng thái ấy kỳ diệu vô cùng, vừa ở trong vũ trụ, lại vừa nằm ngoài vũ trụ. Người thợ rèn kia cũng từng muốn nghiên cứu về thế giới ấy, nếu có thể làm được thì bảo vật này rất có khả năng sẽ vượt qua cấp bậc truyền thuyết. Tiếc rằng sinh mệnh ngắn ngủi, chưa làm được thì đã đi rồi. Diệp Huyên. Sơn Khâu nhìn cột sáng mà thở dài, tiếc vô cùng. Nếu người ấy có thể nghiên cứu về thế giới thần bí kia thì ẩn giáp này chắc chắn sẽ vượt qua cấp truyền thuyết. Thấy cột sáng biến mất khi ông niệm chú ngữ, Diệp Huyên nhanh chóng bấm tay, để một giọt máu bay ra. Một khắc sau, cơ thể hắn bỗng run lên, phát hiện trong người mình có thêm một món đồ kỳ diệu. Ẩn giáp, suy nghĩ hắn thoáng lóe lên, sau đó lập tức biến mất tại chỗ. Cùng lúc ấy, Hữu trưởng lão đang đứng ngoài điện bỗng nhíu mày. Ông ta và Tà trưởng lão bốn mắt nhìn nhau, thấp giọng nói, tên Sơn Khâu vậy mà lại lấy thứ kia cho hắn. Đối phương cười cười, không sao cả. Hữu trưởng lão nhìn sang, ông cũng hào phóng thật. Tả trưởng lão nhàn nhạt nói, lão Hữu à, năm ấy phụ thân hắn đã cứu địa linh tộc chúng ta, lại không chịu nhận dù chỉ là một món thần vật, còn để một tia kiếm khí lại cho địa linh tộc, khiến thú yêu tộc 4 vạn năm không dám xâm phạm. Ông ta nhìn người kia, cường giả bậc ấy, cho dù chúng ta có tặng giáp chiến thần cũng chưa chắc sẽ để vào mắt. Ông hiểu ý ta chứ? Hữu trưởng lão, ta hiểu. Chúng ta cho dù có muốn thì cũng không có tư cách hay năng lực đi nịnh bợ cường giả bậc ấy. Bởi trong mắt y, bảo vật của địa linh tộc và rác rưởi đều như nhau cả. Tả trưởng lão gật đầu, sở dĩ y giúp tộc ta không phải vì nhín chúng bảo vật, mà là vì Sơn Khâu. Ông ta khe khẽ thở dài trong lòng. Sơn Khâu vốn không có tư cách làm tộc trưởng, bởi xét trong tộc thì kỹ thuật rèn đúc của ông chẳng ra làm sao cả. Nhưng vào lúc địa linh tộc gặp họa diệt tộc, chính Sơn Khâu đã mang đến một người. Người đàn ông áo xanh. Không ai biết hai người này làm sao lại kết giao với nhau, chỉ biết bọn họ xưng huynh gọi đệ. Chính vì mối quan hệ này mà địa linh tộc có dùng ngón chân để nghĩ cũng biết nên chọn ai làm tộc trưởng. Tả trưởng lão lại nói, cấp bậc của vị tiền bối kia quá cao, chúng ta không thể kết giao được, nhưng con của y lại là chuyện khác. Lần này y đưa con mình đến địa linh tộc, hiển nhiên là muốn chúng ta quan tâm hắn. Chỉ cần chúng ta chăm sóc đứa nhỏ ấy thật tốt thì có khác gì kết giao với y. Chưa kể bản thân đứa nhỏ này cũng là yêu nghiệt, biết đâu ngày sau cũng có thể trở thành cường giả như phụ thân mình. Hôm nay chúng ta hào phóng với hắn, sau này hắn chắc chắn sẽ niệm tình mà hào phóng với tộc ta. Hữu trưởng lão khẽ gật đầu, không phải là ta không bỏ được ôi, thôi vậy, chỉ cần hắn không lấy giáp chiến thần đi là được rồi. Tả trưởng lão gật đầu đồng tình. Trong bảo khố địa linh, Diệp Huyên đã tiến vào một thế giới vô cùng huyền diệu. Hắn cảm nhận được mình đã không còn ở trong vũ trụ nữa, nhưng lại không biết mình đang ở đâu. Nội tâm hắn chấn động khi phát hiện mọi vật trước mắt đều là trong suốt, không có gì ngăn cản tầm mắt, hắn có thể nhìn thấy mọi thứ. Có thể nói hắn giống như sở hữu thị giác của thần, nhìn được bao quát vạn vật. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía tận cùng của vũ trụ, nhìn thấy một quầng sáng không thuộc về nơi này. Đương lúc hắn muốn đi tìm hiểu một phen, lại nghe tiếng tiểu tháp vang lên, tiểu chủ, tuyệt đối không thể rời khỏi đây. Những lời của tiểu tháp khiến Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Nguy hiểm lắm, nguy hiểm vô cùng. Tại sao? Tiểu tháp, ta cũng không rõ nữa tiểu chủ, ta chỉ biết là ở xung quanh có một vài sự tồn tại đặc biệt. Họ chưa nhận ra người đang có mặt, nhưng nếu người có hành động gì thì sẽ bị phát hiện ngay. Diệp Huyên hạ giọng, họ mạnh lắm ư. Tiểu tháp do dự một chút rồi đáp, cực kỳ mạnh. Tiểu chủ tuyệt đối không chống lại được vào lúc này đâu. Diệp Huyên im lặng, một hồi sau hỏi, nếu là cha ta thì có gặp nguy hiểm không? Tiểu tháp đáp ngay tắp lự, không đâu, mà hình như chủ nhân từng đến đây rồi. Diệp Huyên lại khó hiểu, vậy sao ngươi lại không biết nơi này? Tiểu tháp cười ngượng, khi ấy ta đi chơi với bọn tiểu bạch rồi, không đi cùng chủ nhân. Hắn câm nín. Tiểu tháp lại nói, tiểu chủ tuyệt đối đừng mạo hiểm,
Tuy ta không biết đánh nhau nhưng ta biết nơi nào nhiều nguy hiểm, tỉ như nơi này nè, còn kinh khủng hơn tai ách chi kiếp nữa. Diệp Huyên ngẩng đầu lên, thấy ở khu vực không biết đến kia có một đốm sáng màu trắng. Tất nhiên đốm sáng đây là nói ở vị trí của hắn, chứ thật ra nó ở xa vô cùng, nếu đi đến thì chắc chắn sẽ là một vòng tròn to lớn. Diệp Huyên tuy đã đạt đến phá phàm cảnh nhưng vẫn chưa thể tùy tiện nghênh ngang mọi nơi, vì vậy lựa chọn không mạo hiểm. Suy nghĩ nhoáng lên một cái, hắn đã về lại hiện thực. Thấy hắn xuất hiện, Sơn Khâu thở phào nhẹ nhõm, vội nói, hiền chất phải cực kỳ cẩn thận. Thợ rèn của bộ giáp này năm ấy từng nói tuyệt đối không được giao nó vào tay người khác. Sơn Linh thốt lên, vậy sao cha lại tặng cho Diệp ca ca? Sơn Khâu trừng mắt nhìn cô bé, vì Diệp ca ca của con là người một nhà. Diệp Huyên nghe mà thấy ấm áp trong lòng. Sơn Linh cười hì hì nhìn hắn, không nói gì thêm. Sơn Khâu nghiêm túc nói, hiền chất, người thợ rèn kia từng nói thế giới thần bí ấy rất đặc biệt, có lẽ không thuộc về thế giới của chúng ta, nên ngươi tuyệt đối không được đi lung tung. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Bá phụ yên tâm, ta sẽ không gây sự. Vậy là tốt. Sơn Khâu gật đầu, sau đó nhìn khắp bốn phía, cười hỏi, hiền chất đã có 5 món thần vật rồi, còn lại 5 món thì muốn loại hình thế nào? Diệp Huyên nghĩ ngợi rồi nói, chạy trốn giữ mạng. Từ kinh nghiệm nhiều năm nay đến xem, quan trọng nhất vẫn nên có vài trang bị sử dụng khi cần bỏ chạy giữ mạng. Sơn Khâu cười ha hả, vừa khéo có ngay. Ông dẫn hắn đi đến trước một cột sáng vàng thẫm, bên trong là một đôi giày. Diệp Huyên lập tức nảy sinh hứng thú, có phải mang vào sẽ chạy rất nhanh không bá phụ? Sơn Khâu gật đầu, vô cùng nhanh là đằng khác. Giày này có tên thời không toa ngoa, tức có thể tùy ý xuyên qua không gian, tốc độ không thể nào hình dung nổi. Không thể hình dung ư? Diệp Huyên vội nói, để ta thử xem. Được. Sơn Khâu niệm chú ngữ. Cột sáng nhanh chóng vỡ ra, để đôi giày xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Hắn trích máu nhận chủ, sau đó trên chân đã là một đôi giày mới tinh. Suy nghĩ hắn thoáng động một cái, cả người đã xuất hiện ở một vùng núi cách đó mấy vạn dặm. Diệp Huyên thật sự ngây ra như phỗng. Chỉ cần một suy nghĩ thôi mà đã đi được mười mấy vạn dặm. Như nghĩ đến gì đó, hắn ngẩng đầu lên, một khắc sau đã xuất hiện tại một vùng vũ trụ. Diệp Huyên kích động quá thể. Thứ này đúng là thần khí giữ mạng mà. Một khắc sau, hắn đã trở lại bảo khố địa linh, hồ hởi nói. Bá phụ, vật này hình như tiêu hao rất ít linh khí thì phải. Vừa rồi hắn thi triển tận mấy lần vậy mà chỉ mất có chút ít linh khí, khiến hắn khó mà tin được. Sơn Khâu cười nói, bình thường thôi, vì đây là thần vật cấp bậc truyền thuyết hoàn mỹ. Hoàn mỹ là thế nào? Là không có khuyết điểm. Thật ra có những bảo vật khác tạo ra được loại hiệu quả này nhưng lại tiêu hao quá nhiều, lấy thực lực ngươi trước mắt, chỉ cần thi triển tầm 5, 6 lần là hết sạch huyền khí trong người. Người thợ rèn kia đã bỏ ra ít nhất 600 năm để nghiên cứu và cải tiến điều này đấy. 600 năm. Diệp Huyên nhìn khắp bốn phía, cảm thấy mỗi vật ở nơi này đều là tâm huyết cả đời của mỗi vị đại sư tạo ra chúng. Sẵn lòng hao phí ngần ấy thời gian và tinh lực cho từng vật một là việc về cùng khó khăn, vì vậy hắn cũng bội phục họ vô cùng. Sơn Khâu, dưới tình huống bình thường, những vật này có giá trị nghiên cứu quá lớn, đồng thời cũng là biểu tượng của địa linh tộc ta, nên không thể rời khỏi nơi này. Nói chi người ngoài, ngay cả người trong tộc cũng phải lập công lao khổng lồ mới có thể bước vào lựa chọn một món. Diệp Huyên cười, vậy là ta được hưởng phúc từ cha rồi. Sơn Khâu, quả vậy. Ta và y là huynh đệ với nhau, ta còn muốn tặng cả giáp chiến thần cho ngươi, nhưng rất nhiều chuyện không phải do một mình ta quyết định được. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu, bá phụ vô cùng săn sóc ta rồi. À, làm sao mà bá phụ lại trở thành huynh đệ với cha ta? Sơn Linh cũng dương đôi mắt tò mò nhìn cha mình. Thật ra thì ai trong địa linh tộc cũng đều muốn biết cả. Năm ấy Sơn Khâu chỉ là một gã thiếu gia ăn chơi trác táng, không có thực lực. Rèn đúc càng chẳng ra gì. Vậy mà ông lại có thể thành huynh đệ với một người mạnh đến vậy, khiến ai nấy đều khó hiểu. Sơn Khâu cười ha hả, không nói được, không nói được, bằng không cha ngươi làm thịt ta mất. Ha ha ha. Nói vậy thì hiển nhiên hai người này không quen biết nhau bởi chuyện tốt gì rồi.
Diệp Huyên không khỏi câm nín. Sơn Khâu, chọn thêm một món đi rồi xuống tầng 3 chọn 3 món. Diệp Huyên phóng tầm mắt đi bốn phía, nhanh chóng rơi xuống một vật. Hắn đi đến trước cột sáng, nhìn thanh đao nhỏ phi đao bên trong. Sơn Khâu cười, mắt nhìn không tệ. Phi đao này tên Trảm Thần, dài 3 tấc 7, nặng 4 lượng 8. Tuy nhẹ nhưng chất liệu làm ra nó chính là tuế nguyệt thần thạch và nguyên thạch không gian hiếm có nhất trên đời. Nó có thần lực tuế nguyệt vô tận có thể cung cấp tuế nguyệt chi lực cho người cầm, đồng thời lại hòa cùng một thể với không gian. Khi thi triển ra, thật sự là quỷ thần khó lường, kinh khủng vô cùng. Diệp Huyên cười, ta muốn phi đao này. Được, Sơn Khâu gật đầu. Không lâu sau, hắn đã cầm thanh phi đao trên tay, cảm giác nhẹ hẫng. Hắn không trích máu nhận chủ mà chỉ thu nó vào. Sơn Khâu, chúng ta xuống tầng kế tiếp đi. Diệp Huyên gật đầu, hiện hắn đã có 7 bảo vật trong tay, nhưng vẫn vô cùng chờ mong với những món ở tầng kế tiếp. Ba người đi đến tầng 4, thấy chỉ có 10 cột sáng màu cam bên trong. Sơn Khâu cười nói, thập đại thần vật, một biểu tượng của địa linh tộc ta. Bất kỳ một món nào trong này lọt ra ngoài cũng có thể khiến vũ trụ chấn động. Diệp Huyên nhìn vào cột sáng gần nhất về bên phải, thấy một quả cầu thủy tinh đang chậm rãi xoay vòng. Sơn Khâu, vũ trụ nghi, có thể xem như bản đồ của toàn vũ trụ. Tất cả những tinh vực được biết đến cũng như thế giới ngoài xa thần bí kia đều được ký hiệu, ngay cả những cấm địa không ai biết đến cũng có. Nói nó là vũ trụ phiên bản thu nhỏ cũng không ngoa. Mấu chốt nhất là nó có mang theo công năng truyền tống, ví dụ như ngươi muốn trở về vũ trụ cửu duy, chỉ cần nói một tiếng là truyền tống trận sẽ khởi động. Chỉ cần bỏ ra lượng huyền khí nhất định, ngươi có thể nhảy xuyên qua không gian. Đương nhiên, ta muốn nó, Diệp Huyên lập tức lên tiếng, rồi lặp lại khi thấy ông nhìn mình, ta muốn nó. Thứ này tuy không thể tấn công hay phòng ngự nhưng lại có tác dụng quá mức kinh khủng. Có nó trong tay tương đương với nắm được vũ trụ thu nhỏ. Sơn Khâu cười, ta biết ngươi chắc chắn sẽ muốn nó, nhưng nghe ta nói hết đã. Khuyết điểm của vật này là tiêu hao rất nhiều huyền khí nếu khoảng cách truyền tống quá xa. Trong trường hợp chủ nhân không đủ huyền khí cho truyền tống trận khi đang hoạt động, rất có thể sẽ xảy ra hiện tượng rối loạn không gian, dẫn đến truyền tống ngẫu nhiên. Ngoài ra thì người sử dụng nó phải có nhục thân mạnh mẽ, bởi tốc độ truyền tống là cực nhanh, nhục thân người thường không thể chịu nổi. Diệp Huyên gật đầu, không thành vấn đề. Quả vậy. Sơn Khâu cười, nhìn về phía vũ trụ nghi, người thợ rèn ra nó đã mất hơn 2.000 năm mới làm xong, thật sự là tâm huyết cả đời. Ông niệm chú để cột sáng vỡ ra, vật trong đó bay đến, Diệp Huyên lập tức trích máu nhận chủ. Sau khi vũ trụ nghi dung nhập vào giữa trán, hắn lập tức cảm nhận được nó. Chỉ với một suy nghĩ, nó hiện ra trên tay, mà trong đầu hắn thì xuất hiện vũ trụ với những đường kẻ như lưới, trên đó là vô số tọa độ được miêu tả kỹ càng. Diệp Huyên chẳng mất bao lâu đã tìm được vũ trụ cửu duy. Đúng là thứ tốt. Hắn thu nó về. Nói với Sơn Khâu, bá phụ, chúng ta xem tiếp đi. Được. Cột sáng thứ hai chứa một chiếc nhẫn màu vàng sậm, thoạt nhìn có phần bình thường. Hắn tò mò hỏi, đây là... Sơn Khâu đáp, thần giới. Diệp Huyên hiếu kỳ hỏi lại, thần giới. Tức là nhẫn của thần. Nghe vậy, hắn hỏi dồn, tác dụng của nó là gì? Điều động tất cả nguyên tố chi lực trong vũ trụ cho bản thân sử dụng. Bên trong còn có khiên nguyên tố, có thể cản lại toàn bộ nguyên tố chi lực. Diệp Huyên, huyết lôi của tai ách chi kiếp có tính là nguyên tố chi lực không? Sơn Khâu lắc đầu, không, nó thuộc về pháp tắc tối cao, nhẫn này không thể ngăn cản. Tất nhiên nếu chỉ là tai ách chi kiếp đơn giản thì vẫn được, nhưng nếu là tai ách chi kiếp do chính pháp tắc tai ách thi triển thì không gì có thể cản được cả. Diệp Huyên nghĩ ngợi rồi nói, ta muốn nó. Được. Trong lúc đợi ông niệm chú, Diệp Huyên nhìn về phía sau. Còn lại 8 cột sáng, trong ấy là những thần vật hắn chắc chắn không thể nào từ chối. Xem ra phải nghĩ cách xin thêm 2 món mới được. Nhưng vậy có bị vô liêm sỉ quá không? Diệp Huyên khẽ vỗ mặt mình. Mẹ, liêm sỉ là gì chứ? Không cần. Diệp Huyên không mất bao lâu đã nhận được chiếc nhẫn thần giới kia, sau đó cả ba lại đi đến cột sáng thứ 3. Bên trong đó là một cây thước toàn thân đen nhánh có khắc 2 chữ chân ngôn.
Diệp Huyên quan sát một hồi rồi nhìn Sơn Khâu, nghe ông cười nói, thước chân ngôn, dài 3 thước, được tạo thành từ tinh hoa của huyền thiết cổ xưa nhất. Bên trong chứa 7 câu chân ngôn, mỗi câu là một sự thật, mỗi sự thật là một pháp tắc. Ông nhìn hắn, vật này tuy kỳ diệu vô cùng nhưng lại không hợp với ngươi. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Sơn Khâu, vì thước này phải do một đại nho dùng mới có thể phát huy uy lực chân chính. Uy lực của nó không nằm ở sức mạnh thuần túy mà ở lời nói. Mỗi một lời nói ra đều có thể quyết định sinh tử, nhưng phải có lý lẽ. Ta cho rằng tiểu tử ngươi không phải người thích nói phải trái, nên sẽ không thể phát huy toàn bộ uy lực của nó. Mấu chốt ở chỗ nếu nói lời vô lý thì nó chỉ như một cây thước tầm thường, mà nếu đối phương lại có lý thì ngươi có thể bị nó làm nhiễu loạn tâm cảnh. Diệp Huyên. Sơn Linh bỗng hỏi, đây là do địa ngôn gia gia tạo ra đúng không ạ? Thấy cha mình gật đầu, cô bé mỉm cười. Chẳng trách. Diệp Huyên tò mò, vị địa linh tiền bối này vẫn còn chứ? Sơn Khâu lắc đầu, đã ra đi từ 1000 năm trước rồi. Ông ấy là người có tri thức uyên bác sâu rộng nhất địa linh tộc ta, biết nói mấy trăm loại ngôn ngữ, nắm giữ văn hóa của gần 100 chủng tộc, vân vân, vì vậy rất được tộc ta tôn kính. Những danh tác văn học do ông để lại đã ảnh hưởng đến rất nhiều tộc nhân địa linh. Ngoài phương diện học thuật ra, khả năng chiến đấu cá nhân của ông cũng có thể xếp vào 5 hạng đầu tiên trong suốt lịch sử chủng tộc. Ông ấy từng dùng ngôn ngữ khiến một cường giả phá phàm cảnh của thú yêu tộc phải chết. Dùng ngôn ngữ khiến người ta chết, đây mới đúng là vua mồm mép này. Diệp Huyên không khỏi thấy xấu hổ. Sơn Khâu lại nhìn thước chân ngôn, nói chúng ta đi xem món khác thôi. Diệp Huyên gật đầu, vật này tuy lợi hại nhưng quả thật không hợp với hắn. Tuy hắn bình thường hơi lầy lội lì lợm một tí nhưng không phải kiểu người thích dùng lý lẽ, trừ khi đã không còn cách nào khác. Nếu đã có thể thắng bằng thực lực thì còn dùng lý lẽ làm gì nữa? Mà trong những cô gái hắn thích, hình như cũng không có ai phù hợp. 3 người đi đến trước cột sáng thứ 4, thấy bên trong là một con mắt bóng loáng như gương, sâu trong đó lại sâu thẳm như vũ trụ mênh mông. Như có thể rơi vào nếu lỡ nhìn chúng. Diệp Huyên tò mò hỏi, đây là Sơn Khâu, thiên nhãn. Người có được nó sẽ có thể khuếch đại thần thức lên ít nhất 100 lần, nhìn thấy chư thiên chỉ trong một cái chớp mắt. Quan trọng nhất là nó có thể phá tan tất cả mê chướng, ảo ảnh và thuật pháp ẩn thân, trừ ẩn giáp trước đó ra. Có nó xem như sẽ luôn được an toàn, vì ngươi sẽ phát hiện được mọi cường giả trước khi họ kịp tiếp cận. Hơn nữa nó còn có thể nhìn xuyên thấu mọi vật thể. Xuyên thấu ư? Diệp Huyên trợn to mắt, nó. Sơn Khâu cười, muốn sao? Đồ tốt thế này cơ mà. Hắn gật đầu ngay tắp lự, nhưng vào lúc định thu thiên nhãn vào thì nghe ông nói, kế tiếp còn thứ tốt hơn nữa, có muốn nhìn không? Diệp Huyên do dự một hồi rồi nói, đi xem thử xem. Hắn muốn có thiên nhãn không phải vì chức năng nhìn xuyên thấu. Diệp Huyên hắn không phải hạng người đó. Hắn muốn thiên nhãn này là vì khả năng nhìn thấu thuật ẩn thân của nó, khi ấy sẽ không phải sợ sát thủ nữa, nhưng hiện giờ hắn chỉ có thể chọn thêm một món, vì vậy tốt nhất không nên quyết định vội, biết đâu càng về sau sẽ có món tốt hơn. Sơn Khâu nghe vậy thì bật cười, được, chúng ta nhìn tiếp xem. Trong cột sáng thứ 5 là một thanh chủy thủ. Sơn Khâu không giải thích mà chỉ nhìn hắn, chủy thủ này không tệ. Người có hứng thú không? Diệp Huyên nhìn rồi lắc đầu. Hắn không cần chủy thủ, các cô gái của hắn cũng không dùng. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên hỏi, bá phụ, có bảo vật nào dạng hộ giáp không? Hắn chợt phát hiện ra, tuy thân xác hắn hiện đã rất mạnh rồi nhưng vẫn còn thiếu thần vật phòng ngự, đó chính là hộ giáp. Sơn Khâu đang muốn mở miệng thì nghe Sơn Linh nói, có giáp chiến thần. Giáp ấy tốt lắm. 3 chữ ấy khiến sắc mặt Sơn Khâu có chút thay đổi, nhưng ông không bình luận gì. Sơn Linh chớp chớp mắt, hay là mình xuống tầng dưới xem đi ạ. Thấy Sơn Khâu rõ ràng tỏ vẻ khó xử, Diệp Huyên cười. Không cần là giáp chiến thần đâu, bất kỳ bảo vật phòng ngự nào cũng được rồi, giống như khiên vu giáp là được. Sơn Linh lại nói, cha à, chỉ đi xem chút thôi chứ Diệp ca ca cũng đâu có muốn đâu mà. Cha đừng keo kiệt vậy chứ. Diệp Huyên liếc cô bé một cái. Dọc đường đi, cô nhóc này vẫn luôn không bày tỏ hứng thú gì với những bảo vật trước đó, trừ giáp chiến thần,
hiển nhiên mục đích của cô khi đi vào đây chính là vì nó. Sơn Khâu trợn mắt chừng con gái, do con muốn xem chứ gì. Sơn Linh cười, đi xem chút thôi mà cha. Sơn Khâu thở dài nhìn Diệp Huyên, tiểu tử, nhìn thì không sao nhưng bá phụ thật sự không thể cho ngươi vật ấy được. Ta không có quyền hạn ấy, bằng không cũng đã cho rồi. Diệp Huyên cười, ta biết mà bá phụ, ta chỉ muốn nhìn một chút thôi, tuyệt đối sẽ không nảy lòng tham. Sơn Khâu gật đầu, vậy thì đi. Ông dẫn đường đi đến trước một vách núi rồi niệm chú, vách đá bắt đầu rung chuyển. Thấy gương mặt Sơn Linh tràn ngập vẻ háo hức, Diệp Huyên hỏi, muội rất muốn xem bộ giáp kia sao? Cô bé gật đầu cái rụp, là tộc địa linh đã phải dốc hết tài nguyên có được mới tạo ra nó đó. Độ phức tạp trong đó khó mà tưởng tượng ra, nếu ta có thể cầm đi nghiên cứu một chút, chậc chậc. Sơn Khâu, con cứ việc mơ đi. Thần vật nên đưa cho tộc nhân nghiên cứu mới có thể đề cao kỹ thuật chế tạo mới đúng chứ. Sơn Linh rầu môi, đoạn quay qua Diệp Huyên, Diệp ca ca nói có đúng không? Con bé này cũng ấp ủ ý đồ ghê gớm lắm, Diệp Huyên nghĩ mà không đáp. Thấy cha mình lại quắc mắt chừng, Sơn Linh cười hì hì, thôi mà cha mở cửa nhanh nhanh đi. Sơn Khâu có chút không biết phải làm sao, đành nhanh chóng niệm chú để vách núi nứt ra. Xuất hiện trước mặt họ là một ông lão mặc trường bào màu đen, mái tóc hoa râm, tuy trông già cỗ nhưng ánh mắt lại ác liệt vô cùng. Sơn Khâu khẽ khom người, Minh trưởng lão. Bối phận của người này còn hơn cả Tả trưởng lão và Hữu trưởng lão. Minh trưởng lão nhìn Sơn Khâu rồi nhìn Diệp Huyên, hắn thi lễ, bái kiến Minh trưởng lão. Ông ta hỏi, ngươi là ai? Sơn Khâu vội đáp, là con của thần bảo hộ. Minh trưởng lão khẽ ngẩn ra, sau đó vẻ sắt đá trong mắt ông ta tan đi, gật đầu với Diệp Huyên, tuổi trẻ tài cao. Diệp Huyên khẽ thi lễ, trưởng lão quá khen. Minh trưởng lão, người muốn xem giáp chiến thần. Hắn gật đầu, chỉ xem mà thôi, nếu bất tiện thì cũng không sao. Sơn Khâu nhìn Minh trưởng lão, thấy ông ta im lặng hồi lâu rồi nói, không có gì bất tiện, vào đi. Sơn Linh giơ ngón cái với Diệp Huyên, Diệp ca ca oai phết. Diệp Huyên lắc đầu cười, tự biết rằng đây là do cha hắn có uy chứ nào phải hắn. Trước cổng bảo khố địa linh, hai vị trưởng lão nhìn nhau. Hữu trưởng lão trần trừ một hồi rồi nói, ta có linh cảm xấu. Tả trưởng lão cười, bình tĩnh đi, tiểu tử kia chỉ vào xem thôi, sẽ không có gì đâu. Hơn nữa hắn không phải hạng tham lam, ông cứ yên tâm. Hữu trưởng lão gật đầu, chỉ mong như vậy. Nhóm Diệp Huyên theo Minh trưởng lão đi về trước, tầng cuối cùng của bảo khố không đơn giản như vẻ bề ngoài, bọn họ phải đi xuyên qua một lối đi phủ đầy những phù văn kỳ lạ. Sơn Khâu cười giải thích, chúng đều là trận pháp cả. Nếu có người ngoài đột nhập, hơn 10 triệu trận pháp sẽ đồng loạt khởi động, cho dù là cường giả phá phàm cảnh cũng phải tan xương nát thịt. Diệp Huyên nghe vậy không khỏi lúng túng, bởi bản thân hắn cũng đang ở phá phàm cảnh. Sơn Khâu cười to, Huyền chất chớ nghĩ nhiều, ý ta không phải nói ngươi. Diệp Huyên. Sơn Linh, Minh gia gia ơi, đã bao lâu rồi mới có người đến đây ạ? Minh trưởng lão, hơn 1.000 năm. Hơn 1.000 năm, vị tiền bối này chịu đựng cô độc cũng giỏi thật, Diệp Huyên không biết phải nói gì. Sơn Linh tròn xoe cả mắt, vậy Minh gia gia ở đây một mình không thấy tẻ nhạt ạ? Hay để con đến thay gia gia canh gác cho? Diệp Huyên. Sơn Khâu lại chừng cô bé, con lại bày trò gì đấy? Sơn Linh cười nhăn nhở, con giúp Minh gia gia canh gác, để Minh gia gia có thể đi chơi đó. Sơn Khâu lắc đầu, con bé này. Minh trưởng lão chỉ nhìn Sơn Linh với ý cười nhàn nhạt trong mắt. Ba người nhanh chóng đi vào một căn phòng bí mật, nhưng họ chưa kịp phản ứng gì thì đã có một cột sáng 7 màu nổ tung. Chỉ một khắc sau, một tia sáng đỏ bay vút tới nhập vào giữa trán Diệp Huyên. Hắn cứng còng cả người, trong khi những người khác bối rối không thôi. Hai vị Tả hữu trưởng lão cũng bước vào, thấy cột sáng vụn vỡ nằm dưới đất thì kinh ngạc vô cùng. Mọi tầm mắt đổ dồn vào Diệp Huyên, mà hắn cũng không biết phải làm sao. Thứ vừa bay vào là gì vậy? Hắn nhanh chóng phát hiện ra, đó chính là giáp chiến thần. Ánh mắt những người còn lại nhìn Diệp Huyên cũng đã từ ôn hòa chuyển sang có phần lạnh lùng.
Diệp Huyên, ta không biết gì cả. Minh trưởng lão hạ giọng, có thể lấy nó ra không? Để ta thử xem. Diệp Huyên thử câu thông với bộ giáp kia nhưng vô dụng, nó căn bản không thèm để ý đến hắn. Thấy hắn lắc đầu, sắc mặt những người khác càng lạnh đi. Khi hắn định mở miệng, chợt nghe một giọng nói vang lên trong đầu, ta muốn được tự do. Nếu ngươi mang ta đi, ta sẽ nhận ngươi làm chủ. Diệp Huyên. Bốn bề trở nên an tĩnh, còn có thêm một chút căng thẳng. Dưới ánh mắt của mọi người, Diệp Huyên bỗng quát lên, giờ có cút ra không? Không có gì xảy ra. Hắn rút thanh kiếm ra kề vào bụng mình, giận dữ la lên, ra hay không? Người khác. Vẫn chẳng có gì. Diệp Huyên dở giọng bi phẫn, địa linh tộc đối đãi ta như vậy, ta sao có thể lấy đi thần vật của họ? Ngươi lại cố tình tiến vào cơ thể ta, chẳng khác nào hại ta mang tiếng bất nghĩa. Ta có thẹn với địa linh tộc, hôm nay ta phải lấy mạng đổi mạng với ngươi. Thấy hắn chuẩn bị đâm vào, Sơn Khâu vội vàng cản lại, cả giận quát lên, các người. Các người muốn giết hắn thật sao? Nhưng bọn ta có làm gì đâu, nhóm Minh trưởng lão ngây ra. Diệp Huyên, bá phụ đừng cản ta, để ta tự làm thịt bản thân. Thấy hắn lại chuẩn bị xuống tay, Sơn Khâu luống cuống giữ chặt hắn lại, run run nói, hiền chất. Đừng làm chuyện điên rồ, cha ngươi đã cứu vớt địa linh tộc chúng ta, nếu ngươi chết đi thì chúng ta khác gì bất nghĩa. Diệp Huyên bi phẫn, địa linh tộc yêu ái ta như vậy, ta sao có thể lấy đi thần vật của mọi người. Nó không chịu ra, ta sẽ liều mạng. Sau đó hắn ra tay thật, tuy đã bị cản lại nhưng thanh kiếm vẫn đâm vào được mấy tấc. Những người khác thấy vậy thì biến sắc, Minh trưởng lão run rẩy lên tiếng, tiểu tử ngươi đừng làm bậy, cũng chỉ là một món đồ mà thôi. Nó không chịu ra, chúng ta có thể từ từ giải quyết, ngươi đừng tự thương tổn bản thân. Tả trưởng lão vội nói, đúng đúng, chỉ là ngoại vật mà thôi, ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Hữu trưởng lão do dự một hồi rồi nói theo, đừng làm chuyện điên rồ. Nhưng Diệp Huyên lại bỏ ngoài tai mọi lời khuyên, quyết tâm phải tự đâm bản thân. Kiếm càng lún sâu hơn, một dòng máu cũng trào ra từ khóe miệng hắn. Nếu không phải do Sơn Khâu còn túm chặt tay, e rằng hắn đã không còn đứng đây nữa rồi. Minh trưởng lão và những người khác cuống hẳn lên. Thần bảo hộ đã cứu sống cả địa linh tộc, vậy mà bọn họ bây giờ lại bức tử con trai y thì chẳng có nhân nghĩa chút nào cả. Nói chi người ngoài, ngay cả họ cũng cảm thấy làm vậy thật sự là quá đáng, mà khi ấy họ sẽ bị toàn thể tộc nhân địa linh tộc chỉ trích đến tận cuối đời. Thấy Diệp Huyên còn muốn thọc tiếp, Minh trưởng lão vội nói, tiểu tử, ngươi đừng làm bậy. Bọn ta vốn định đưa giáp chiến thần cho ngươi. Mọi người! Ta vừa nói gì vậy? Minh trưởng lão vừa thốt lên xong đã đưa tay bịt miệng lại. Ngay cả hai vị tả hữu trưởng lão cũng nhìn ông ta với vẻ kinh ngạc xen lẫn sửng sốt. Vốn định đưa cho Diệp Huyên, thật không? Chấm. Diệp Huyên nâng mắt nhìn Minh trưởng lão, đưa tay lên lau vết máu bên khóe môi, làm cho cả gương mặt đều dính máu bê bết, trông thảm hại vô cùng. Ít hầu hắn di chuyển, Minh trưởng lão, ta. Ông ta thấp giọng thở dài, thật sự định cho ngươi, tiểu tử, đừng làm chuyện điên rồ. Nhận được ánh mắt ám chỉ của Sơn Khâu, Diệp Huyên lập tức hiểu ra, lắc đầu nguầy nguậy, không. Thần vật bực này là bảo vật trấn tộc của địa linh tộc, ta sao có thể lấy đi được? Tuyệt đối không. Hắn lại gào lên với bụng mình, mi có ra hay không? Vẫn không có động tĩnh gì. Bốp! Diệp Huyên lập tức vung tay lên thụi vào ngực mình, bay ngược ra sau mười mấy trượng rồi ầm ầm nện vào vách đá khiến tầng 5 chấn động kịch liệt. Thấy hắn lại ói ra một ngụm máu tươi, những người khác luống cuống tay chân. Hắn dám tàn nhẫn đến vậy sao? Thấy Diệp Huyên lại muốn ra tay, Sơn Khâu vội vàng ngăn lại, run rẩy nói, ngươi làm gì vậy hiền chất? Địa linh tộc ta có giao tình thâm sâu với cha ngươi. Nếu ngươi chết ở đây, chúng ta biết phải ăn nói thế nào? Cha ngươi sẽ tiêu diệt chúng ta. Nhóm Minh trưởng lão nghe vậy thì biến sắc. Nếu tiểu tử này tự sát ở đây thì mối thiện duyên giữa địa linh tộc và thần bảo hộ sẽ trở thành nhiệt duyên mất. Minh trưởng lão vội nói, tiểu tử, bọn ta thật sự muốn đưa bảo vật ấy cho ngươi. Tả trưởng lão phụ họa theo, tiểu tử à, tự vẫn vì một món thần vật là vô nghĩa.
Sở dĩ bọn ta để ngươi đi vào nhìn là muốn khiến ngươi ngạc nhiên mà thôi, chứ bọn ta thật sự muốn đưa giáp chiến thần cho ngươi. Diệp Huyên khàn cả giọng, địa linh tộc đã cho ta 10 món siêu thần vật rồi, Diệp Huyên ta có mặt dày đến đâu cũng không thể lấy cả bảo vật chấn tộc của các vị được. Ta! Sơn Khâu bỗng quát lên, nói gì đấy? Không phải chúng ta là người một nhà sao? Ba chữ người một nhà thu hút ánh mắt của những người khác. Người một nhà. Sơn Khâu, Huyền Chất Hà, ta và cha ngươi là huynh đệ, tức cha ngươi đã là người một nhà với địa linh tộc ta, ngươi còn gọi ta là bá phụ nữa. Đã là người nhà với nhau mà lại nói những lời khách sáo này sao? Minh trưởng lão gật đầu lia lịa, Sơn Khâu nói đúng, người nhà với nhau cả, cần gì phải khách sáo vậy? Tả trưởng lão, đúng vậy, người nhà, là người nhà cả. Thiếu trưởng lão nhìn gương mặt máu me be bét của Diệp Huyên, trần trừ nói, người một nhà. Những chữ này khiến vẻ tươi cười hiện lên trên gương mặt nhóm Minh trưởng lão. Diệp Huyên do dự một hồi rồi đứng dậy, cung kinh thi lễ, đại ân của bốn vị tiền bối, Diệp Huyên ta khắc ghi trọn đời. Sơn Khâu liếc sang đầy bất mãn, đã bảo là người nhà rồi, không cần nói những lời khách sáo này nữa. Minh trưởng lão gật gù, đúng vậy. Diệp Huyên khẽ gật đầu, địa linh tộc chính là ngôi nhà thứ hai của ta. Ngày sau nếu các vị có yêu cầu gì, Diệp Huyên ta tuyệt đối sẽ không từ chối. Những nụ cười tươi rói xuất hiện trên gương mặt những người còn lại. Minh trưởng lão nói, Sơn Khâu, người đưa tên tiểu tử này xuống dưới, giúp hắn thu phục giáp chiến thần đi. Sơn Khâu gật đầu, vâng ạ. Diệp Huyên thi lễ với ba vị trưởng lão còn lại rồi cùng ông rời đi. Sau đó, ba người kia bỗng rơi vào một sự im lặng kéo dài. Tả trưởng lão hỏi, hai người thấy thế nào? Minh trưởng lão nhắm mắt lại, là nguyện vọng của giáp chiến thần, không phải do tiểu tử kia giở trò. Tả trưởng lão gật đầu, ta cũng nghĩ vậy. Minh trưởng lão, giáp chiến thần không giống với những thần vật khác, sẽ không cam lòng bị giữ chân ở đây. Thiếu trưởng lão thấp giọng thở dài, lần này tổn thất quá nặng nề. Tả trưởng lão lại cười, làm gì có tổn thất. Thấy đối phương nhìn sang, ông ta nói, không phải chúng ta đã có được một siêu yêu nghiệt rồi sao? Minh trưởng lão gật đầu, phần lớn địa linh tộc ta chỉ có hứng thú với kỹ thuật chế tạo nên sức mạnh kém xa những tộc khác. Nếu không có ngoại viện mạnh mẽ, chúng ta khó lòng mà sống tự do tự tại. Thiếu trưởng lão bỗng nói, nếu đều là tặng bảo vật, chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn thần đình vũ trụ. Minh trưởng lão nhìn ông, tìm đến thần đình vũ trụ chính là đâm đầu vào làm nô lệ. Trong khi đó, thái độ của thần bảo hộ với địa linh tộc ta là gì? Sở dĩ năm ấy y ra tay giúp đỡ, lại còn để lại kiếm khí bảo vệ địa linh tộc ta, không phải vì chúng ta có bảo vật, mà là vì y và Sơn Khâu là huynh đệ với nhau. Thần bảo hộ chưa bao giờ muốn nô dịch tộc ta, thần đình vũ trụ làm được điều đó không? Thiếu trưởng lão phân vân, y không để tâm đến bảo vật của chúng ta, nhưng nhi tử của y. Tả trưởng lão ngắt lời ông, lão hữu, ta biết ông xót của, ta cũng vậy thôi. 10 món thần vật, thêm một thần vật chấn tộc, ta cũng xót chết đi được. Nhưng ông có từng nghĩ qua một điều, nếu ngày sau Sơn Khâu không còn thì sao không? Thiếu trưởng lão lập tức biến sắc. Người đàn ông áo xanh chịu giúp địa linh tộc là vì có Sơn Khâu, nhưng nếu sau này Sơn Khâu không còn, bọn họ liệu có thể mời y ra tay tiếp không? Sợ là không thể. Tả trưởng lão tiếp tục, chúng ta không thể chỉ nhìn việc này từ góc độ lợi ích được. Người áo xanh cứu chúng ta không vì lợi ích mà vì tình nghĩa, đã vậy thì sao chúng ta lại phải biến nó trở thành mối quan hệ lợi ích chứ? Thần bảo hộ chúng ta vì tình, mà chúng ta giúp đỡ tiểu tử này, hoàn toàn không cần phải biến nó thành mối quan hệ lợi ích. Sơn Khâu xem hắn như cháu trai, vậy hắn chính là tộc nhân địa linh tộc ta. Không sai, giáp chiến thần tuy quý báu nhưng liệu có quan trọng bằng truyền thừa của địa linh tộc ta không? Minh trưởng lão gật gù, nhìn về hữu trưởng lão, hãy nhớ, làm người không thể vong ân phụ nghĩa. Ân tình thần bảo hộ mang lại cho địa linh tộc không thể trả lại chỉ bằng một bộ giáp chiến thần. Hơn nữa, các ngươi có từng suy nghĩ vì sao y lại đưa con mình đến đây không? Vì y cũng xem chúng ta như người thân cận, bằng không thì với thực lực của y, còn cần gì địa linh tộc ta phải chăm nom tiểu tử ấy? Thiếu trưởng lão gật đầu, ta hiểu rồi. Minh trưởng lão, xuống xem tiểu tử kia đi. Như hắn hiện nay,
nếu muốn thu phục giáp chiến thần thì vẫn còn chút khó khăn, nếu giúp được gì thêm thì cứ giúp. Giáp chiến thần cũng đã tặng rồi, không phải bủn xỉn với những thứ khác nữa. Tả trưởng lão cười, được. Hai người họ rời đi, để lại Minh trưởng lão ngắm nhìn bốn phía, đoạn lắc đầu cười. Tự do rồi. Sau đó ông ta cũng biến mất. Trong một gian phòng nọ, Diệp Huyên ngồi xếp bằng, đối diện là Sơn Khâu và Sơn Linh. Sơn Khâu thấp giọng hỏi, cảm nhận được nó không? Hắn lắc đầu. Diệp Huyên phát hiện, giáp chiến thần này lại giả chết nữa rồi. Xem ra nó không có ý định thần phục hắn. Sắc mặt Sơn Khâu trầm xuống, nhìn về bụng hắn, nếu ngươi nguyện ý thần phục hiền chất của ta, địa linh tộc sẽ để ngươi lấy lại tự do. Bằng không cũng đừng trách sao bọn ta không khách khí. Địa linh tộc sáng tạo ra nó, đương nhiên cũng có cách đối phó với nó. Dù vậy, vẫn không có động tĩnh gì. Sơn Khâu cau mày, đương lúc muốn mở miệng thì nghe thấy một giọng nói, ta sẽ giữ đúng lời hứa. Diệp Huyên bỗng dưng biến sắc khi phát hiện thân thể mình bất thình lình chấn động, tựa như đang bị xé rời ra thành từng mảnh. Sơn Khâu vội nói, nó đang muốn dung hợp vào thân thể và thần hồn của ngươi. Cùng lúc ấy, hai thần vật là tiểu tháp và kiếm chấn hồn bỗng xuất hiện trên đầu Diệp Huyên, đồng thời bảo vệ thần hồn hắn. Gương mặt hắn vặn đi đầy dữ tợn, cảm giác cơ thể mình đang bị cấu xé từ trên xuống dưới. Sơn Khâu nói, tiểu tử, ngươi phải sống. Diệp Huyên nghiến răng, tiếp đi, ta còn chịu được. Quỳnh. Một luồng khí chàng bí ẩn thổi bùng ra từ thân thể hắn khiến cha con Sơn Khâu Sơn Linh phải vội vàng lùi lại. Sơn Linh tròn xoe mắt, cha ơi, đây là gì vậy ạ? Sơn Khâu, lĩnh vực chiến thần, chứa đựng chiến ý vô tận, càng đánh càng mạnh. Sơn Linh còn muốn hỏi tiếp thì Diệp Huyên đã đứng dậy. Ầm một tiếng, cả căn phòng đã hóa thành bột mịn. Sơn Khâu nhìn Diệp Huyên, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi rồi đưa tay ra. Một chốc sau, một bộ giáp màu đỏ thẫm đã xuất hiện, bám vào da hắn như một lớp vảy, nhưng hắn lại hoàn toàn không cảm nhận được, tựa như nó vốn chẳng tồn tại vậy. Đây chính là giáp chiến thần. Sơn Khâu nói, giáp này có 6 đặc điểm. Thứ nhất là khả năng phòng ngự, có thể nói dù là cường giả trên phá phàm cảnh cũng khó mà thương tổn, ngoài ra thì giống như thần giới, nó miễn dịch trước mọi lực lượng nguyên tố, bao gồm lực lượng của ngũ hành thiên địa. Thứ hai, khả năng phản sát thương đặc thù, có thể phản lại sức mạnh ít nhất gấp 3 lần. Người có gặp phải đối thủ cùng cấp cũng không cần ra tay, đối phương cũng không dám đánh ngươi, bởi vì khi ấy hắn sẽ tự giết mình. Diệp Huyên. Sơn Khâu tiếp tục, thứ ba, mặc giáp này vào sẽ nhận được chiến thần chi lực ẩn chứa bên trong, từ đó gia tăng sức mạnh thể xác lên ít nhất 5 lần dựa trên sức mạnh căn bản, vì vậy thể xác ngươi càng mạnh thì càng tăng lên nhiều hơn. Thứ tư, chiến thần chi ý. Khi ngươi sử dụng, nó sẽ gia tăng ý chí chiến đấu của ngươi đến vô hạn, khiến khứu giác của ngươi nhạy cảm hơn, ý thức chiến đấu cũng tăng lên rất nhiều. Ông dừng lại một chút, thứ năm, bên trong giáp có hơn 1000 loại phù văn chữa thương, mỗi phù văn lại có hơn 100 trận pháp trị liệu. Khi ngươi bị thương, tất cả chúng sẽ đồng thời khởi động chữa lành cơ thể ngươi. Có thể nói, chỉ cần ngươi không bị giết trong nháy mắt thì sẽ được vô địch. Nếu kết hợp với huyết mạch bất tử, Diệp Huyên không khỏi ngây ra như phỗng, cảm thấy huyết mạch toàn thân đều sôi trào. Sơn Khâu, thứ sáu, cũng là trung tâm của giáp chiến thần, chính là chiến thần chi vực. Phàm là người bước vào, cảnh giới của họ sẽ bị giảm đi 2 cấp. Phàm cảnh thì đã vượt qua cảnh giới nên cường giả cấp bậc này sẽ không bị giảm cấp, nhưng chiến thần chi vực có thể làm giảm sức mạnh của đối phương đi từ 3 đến 5 thành. Diệp Huyên đã hoàn toàn ngây dậy. Giáp chiến thần này biến thái quá mức rồi. Hắn mà mặc vào thì còn ai làm lại hắn nữa? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 141.